Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 19. Nghe ông gia tộc Bắc Giá kia nói, mấy người phía Kim Vô Đạo mặt mày thay đổi hẳn. Hiện giờ bọn họ đang đứng ở đất Bắc Cảnh, nếu như xông lên thì sẽ không có lợi cho bọn họ, có điều có Đinh Dũng ở đây nên Kim Vô Đạo lại trấn tĩnh lại, nạt ý cậu là gì hả? Thân phận của các người không rõ ràng, trà trộn vào vùng đất vây bắt của chúng tôi, mưu đồ bất chính, ông gia tộc Bắc Giá kia bật cười lạnh lùng. Trên thực tế ông ta còn đang hy vọng có được cách phá bỏ kết giới của Đinh Dũng. Theo ông ta thấy, Đinh Dũng chắc chắn đã dùng cách nào đó đặc biệt nên mới phá bỏ được kết giới, nếu không thì dựa vào thực lực của Đinh Dũng, không thể nào phá bỏ được. Đến một kẻ mạnh như Lý Chiến còn không thể khiến kết giới sao động gì kia mà. Thân phận không rõ ràng, Kim Vô Đạo hắng giọng quay đầu nhìn năm hộ vệ, điềm tĩnh nói, các vị lẽ nào còn định ở bên nhìn sao? Nghe Kim Vô Đạo nói vậy, năm người kia bật cười, một cô gái trong số đó thở dài, đi tới nói, lão tiền bối, mấy vị này là bạn của tôi, xin. Hừ, cô là cái thá gì, ai ngờ ông già kia lại không hề nể mặt cô ta, lạnh lùng chắp tay ra sau nói với giọng khinh khi, nếu như thành chủ đại nhân ở đây thì tôi còn nể mặt, một hộ vệ còn con như cô từ bao giờ có thể tùy tiện đưa người vào vùng đất vây bắt vậy. Lần này phá lệ cho mấy người các người vào đã là giới hạn cực điểm của chúng tôi rồi. Nói tới đây, ông gia tộc Bắc Giá kia nhếch miệng cười, để lộ ra bộ răng ngả vàng, tiểu cô nương, tôi nghe nói thành chủ đại nhân bế quan nhiều năm không xuất hiện, không biết thành chủ đại nhân có khỏe không? Câu này nói ra khiến cho mấy người phía sau cô ta đều thay đổi sắc mặt. Trước khi bọn họ tới đây, thành chủ đại nhân đã căn dặn kỹ càng, không được tiết lộ thân phận của mấy người phía Kim Vô Đạo, chỉ sợ bị những gia tộc khác ngờ vực, nhưng không ngờ ông già này đã nắm được thông tin từ trước rồi. Việc của thành chủ đại nhân sao tôi biết được, cô gái kia miễn cưỡng nở nụ cười, nói, thành chủ đại nhân vẫn ở trong phủ thành chủ tu luyện, hai ngày trước còn tới dặn dò chúng tôi. Quyết định vào vùng đất vây bắt lần này cũng do thành chủ đại nhân quyết định. Ông gia tộc Bắc Giá kia mặt mày tôi độc thấy rõ. Đứng lại, đúng lúc này, người đàn ông trung tuổi nhà họ Trương thấy Đinh Dũng di chuyển thì lập tức chặn đường, nạt muốn đi à? Dứt lời. Ông ta vung tay vồ về phía Đinh Dũng. Dừng tay, thấy người đàn ông trung tuổi kia ra tay, Đinh Dũng còn chưa phản ứng lại thì Lý Uyển đột nhiên lao như mũi tên về phía trước, tới trước mặt Đinh Dũng tôi đảm bảo cho bọn họ. Thân phận của bọn họ tuyệt đối không có vấn đề gì. Thấy Lý Uyển, người đàn ông trung tuổi nhà họ Trương thay đổi sắc mặt, vội thu tay về cau mày, anh Lý, ý của các anh là gì đây? Thấy con gái đứng chắn trước mặt Đinh Dũng, Lý Chiến thẫn thờ. Chưa bao giờ ông ta thấy con gái mình thế này, có điều lúc này không phải là lúc suy nghĩ quá nhiều. Lý Chiến liếc nhìn Đinh Dũng, thấy Đinh Dũng vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào thì cau mày, có điều ông ta vẫn nhanh chóng đi tới, điềm tĩnh nói, con gái tôi đã nói mấy vị này không có vấn đề thì là không vấn đề gì, thả bọn họ đi. Thực ra Lý Chiến nói vậy cũng không phải vì Lý Uyển. Từ khi mấy người phía Đinh Dũng xuất hiện, ông ta đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù ông ta không hỏi những người mà Lý Uyển dẫn theo đi đâu rồi nhưng chắc chắn bọn họ đã gặp phải chuyện gì đó, nếu không thì bọn họ sẽ không thể để mặc một mình Lý Uyển như vậy, nói vậy cũng có nghĩa là trong núi, Lý Uyển vẫn luôn đi theo mấy người này. Sau đó thấy thực lực của Kim Vô Đạo, những người khác có lẽ không nhận ra nhưng Lý Chiến với cảnh giới bán bộ tông sư nên có thể cảm nhận được uy lực như có như không trên người Kim Vô Đạo, điều này khiến ông ta phải ngỡ ngàng. Nhìn từ vị trí đứng cho tới ánh mắt của Kim Vô Đạo thì đều thể hiện coi Đinh Dũng là chủ đạo. Một thanh niên lại có thể khiến một người với thực lực có lẽ là bán bộ tông sư theo mình thì người thanh niên thần bí này rốt cục là người phương nào. Do vậy Lý Chiến mới làm vậy. Thứ nhất là để thuận nước đẩy thuyền, thứ hai cũng là giữ thể diện cho con gái. Nghĩ tới đây, Lý Chiến vẫn thấy khó hiểu. Lúc con gái mình ra khỏi núi vẫn còn lảo đảo một vòng thế mà bây giờ lại giống như một người khác vậy. Anh Lý, xem ra anh định bảo vệ cho mấy người này rồi, thấy Lý Chiến nói vậy, ông gia tộc Bắc Giá kia lập tức nheo mắt lại, nhếch miệng cười, người khác sợ anh nhưng Bắc Giá Lưu tôi thì không sợ. Nếu anh để mấy người này đi, tới lúc xảy ra chuyện thì nhà họ Lý có gánh nổi không? Nhà họ Lý tôi có gánh được hay không, không phải một gia nô như cậu nói mà được, Lý Chiến mặt mày vẫn như thường, giọng điệu mỉa mai. Bắc Giá Lưu vốn dĩ không phải người của tộc Bắc Giá. Sau khi sống nương nhờ vào tộc Bắc Giã thì đổi họ đổi tên. Lý Chiến gọi ông ta là Gia Nô có nghĩa là châm biếm ông ta đến tổ tông còn không nhận.
Anh, thấy Lý Chiến nói vậy, Bác Giã Lưu tối sầm cả mặt. Ông ta chỉ vào Lý Chiến mà tức tối rồi bật cười, được, được lắm, Lý Chiến, hôm nay tôi đây không thèm đôi co với anh. Tới lúc xảy ra chuyện, tôi xem anh gánh hậu quả thế nào. Anh Lý, tôi cũng thấy để bọn họ đi là không thỏa đáng, người đàn ông trung tuổi của nhà họ Trương cũng gật đầu nói. Anh Trương nói cũng đúng, một người của gia tộc khác lập tức thêm lời. Thực ra mối quan hệ của nhà họ Trương và nhà họ Lý vẫn rất tốt đẹp, chỉ có điều đứng trước lợi ích thì chẳng có gì phải nể tình cả. Mấy người phía Đinh Dũng có cách phá bỏ kết giới thì nhất định phải ở lại. Các ông nói xong chưa, đúng lúc này, Đinh Dũng nãy giờ vẫn im lặng thì đột nhiên quay đầu nhìn người đàn ông trung tuổi nhà họ Trương, hỏi tôi muốn đi, các ông ngăn nổi không? Trước đó, ở trong núi có một tên thanh niên họ Trương vẫn luôn bám lấy tôi, bị tôi đánh cho đoạn đường sinh sản rồi đấy. Nói tới đây, Đinh Dũng lại bật cười. Nghe vậy, Lý Uyển cũng không nhịn nổi mà bật cười theo. Nghĩ tới việc trước đó Trương Tống bị dọa cho đái ra quần mà cô ta lại bất lực liếc sang Đinh Dũng, thầm than tên này đến chém gió cũng không xem hoàn cảnh thế nào. Đứng trước mặt người nhà họ Trương mà nói đánh cho đoạn đường sinh sản của Trương Tống thì khác gì đi khiêu khích người ta. Ánh mắt này của Lý Uyển mang đầy phong tình, khác một trời một vực so với bộ dạng lạnh lùng như băng lúc trước. Lại thêm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc của cô ta càng khiến cho người ta động lòng. Khốn khiếp, mày dám đụng tới người nhà họ Trương, người đàn ông trung tuổi nhà họ Trương đùng đùng nổi giận, trán nổi chằng chịt gân xanh. Lần này thiếu chủ nhà họ Trương của bọn họ vào trong núi, nếu như xảy ra vấn đề, tới lúc đó gia chủ chắc chắn sẽ không tha cho ông ta. Hỗn xược, quá hỗn xược, các người chặn Lý Chiến lại, tên tiểu tử này giao cho tôi, Bác Giã Lưu hắng giọng. Lao về phía trước như tên bắn, hất Lý Uyển sang một bên, bàn tay đẩy một lực thật mạnh về phía ngực Đinh Dũng. Ông già kia ra tay rất bất ngờ, lại thêm ông ta cách Đinh Dũng cũng không quá xa, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt Đinh Dũng. Ông ta thậm chí còn thấy được cảnh tượng Đinh Dũng bị một đòn của mình đánh bay khỏi đây. Nghĩ tới đây, ông ta lại cười gian xảo. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt Đinh Dũng, đồng thời xòe bàn tay ra. Mặc dù hai bên tóc mai của Kim Vô Đạo cũng đã bạc trắng nhưng trông ông ta lại không hề già nua, ngược lại còn rất khỏe khắn, chỉ là những nếp nhăn trên cánh tay cho người ta thấy dấu vết của thời gian mà thôi. Bịch, một tiếng động vang lên, bàn tay hai người chạm vào nhau, ngay sau đó một bóng người bay ra ngoài. Mặt Bác Giã Lưu tái đi, ông ta cứ thế bay ra khỏi đó như viên đạn rời khỏi nòng, lảo đảo lùi về sau mười mấy bước mới đứng vững, nhưng vẻ mặt thì tái đi thấy rõ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kim Vô Đạo lúc này vẫn đứng vững chãi, đến bước chân cũng không hề nhấc lên di chuyển. Sao có thể như thế được, không chỉ Bác Giã Lưu mặt mày tái mét mà tất cả mọi người đều phải thẫn thờ khi thấy cảnh này. Một lão già trông hết sức bình thường, sao có thể có thực lực mạnh đến thế này. Đến cả Bác Giã Lưu cũng không phải là đối thủ, và lại gần như còn trong trạng thái bị đối phương đàn áp, lẽ nào thực lực của ông ta đã vượt qua cảnh giới đại sư. Tôi thấy cậu mới hỗn xược đấy, Kim Vô Đạo mặt mày lạnh như hàn băng nhìn chằm chằm vào Bác Giã Lưu mà hắng giọng, hôm nay chúng tôi phải đi, tôi xem ai dám cản đường. Khẩu khí lớn đấy. Đúng là ngông cuồng, ai có thể ra mặt chặn bọn họ lại. Đừng có ngu ngốc vậy chứ, đến cả tiền bối Bác Giã cũng không phải là đối thủ của ông ta, lại thêm nhà họ Lý bảo vệ, hôm nay ai làm gì được bọn họ. Nghe Kim Vô Đạo nói vậy. Người của những gia tộc trong thành phố Lôi Nhĩ bắt đầu xôn xao, duy chỉ có người của ba đại gia tộc ở Bắc Cảnh là mặt mày tối sầm cả lại, cảm thấy như bị giáng cho cái tát rất mạnh vậy. Lý Chiến liếc mắt nhìn Kim Vô Đạo cười nói, tiền bối, xin yên tâm, hôm nay Lý Chiến tôi đảm bảo cho mọi người. Ai dám cản người chính là đối đầu với Lý Chiến tôi. Dứt lời, những người xung quanh mặt mày thay đổi hẳn. Nhà họ Lý lại đứng về phía người ngoài đối đầu với ba gia tộc còn lại. Đa tạ, Kim Vô Đạo gật đầu với Lý Chiến, sau đó nhìn sang Đinh Dũng nói khẽ, sư phụ. Đinh Dũng quay đầu nhìn sang Lý Uyển, sau đó suy nghĩ một lát rồi nhìn Kim Vô Đạo, nói thần hành phù mà ta đưa cho con còn đó không? Còn ạ, con vẫn mang theo bên mình, đó là bảo bối bảo vệ tính mạng mà, Kim Vô Đạo sững người một lát rồi cười hi hi. Điệu cười này của Kim Vô Đạo khiến những người xung quanh thẫn thờ. Duy chỉ có Tống Long ho hắng một tiếng. Trong lòng thầm than thở, người có thể khiến sư phụ cười như vậy thì cũng chỉ có vị sư tổ thần bí trước mặt này thôi. Lấy ra đây,
Đinh Dũng gật đầu nhìn Kim Vô Đạo rồi giơ tay ra. Nụ cười trên mặt Kim Vô Đạo dần biến mất nhưng ông ta lại không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống sau đó lấy ra lá bùa màu vàng to bằng bàn tay ra. Cái này tôi tặng cho cô, nhớ mang theo bên mình để nhớ có gặp phải nguy hiểm gì thì có thể bảo vệ cô bình an vô sự. Đinh Dũng nhận lấy thần hành phù, cất nó vào trong hộp ngọc, sải bước về phía Lý Uyển, khẽ nói với cô ta. Nói rồi, Đinh Dũng đưa chiếc hộp cho Lý Uyển, cười và vẫy tay, cảm ơn mọi người, tôi đi đây. Dứt lời, Đinh Dũng không quay đầu lại mà dẫn mấy người phía Kim Vô Đạo rời khỏi đây. Người của ba đại gia tộc nhìn Đinh Dũng thong thả rời đi nhưng không ai dám ngăn lại. Có Kim Vô Đạo và Lý Chiến ở đây, chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì căn bản không thể cản đường nổi. Nhanh chóng đi bẩm báo với gia chủ, hai đại gia tộc còn lại lập tức phái người đi báo tin. Duy chỉ có người đàn ông nhà họ Trương, mặt mày tái nhợt, trong lòng sốt ruột như có lửa đốt vậy. Nếu như Trương Tống bị Đinh Dũng đánh cho không còn khả năng sinh sản thì gia chủ nhất định sẽ giết ông ta. Cảm ơn, Lý Uyển nhìn bóng hình Đinh Dũng rời đi, trong lòng trỗi lên một cảm giác khác thường. Cô ta lắc đầu, cầm thật chắc hộp ngọc trong tay, thầm nhủ hai tiếng cảm ơn. Uyển Nhi, đi theo bố, thấy bộ dạng đó của con gái, Lý Chiến khẽ thở dài. Sau khi ra khỏi núi Phổ Lôi Nhĩ, Đinh Dũng và mấy người phía Kim Vô Đạo lập tức di chuyển không ngừng nghỉ về phía thành Phổ Lôi Nhĩ. Bọn họ thuê một chiếc xe bánh xích đi trên tuyết với tốc độ nhanh nhất về phía sân bay Bắc Cảnh. Đinh Dũng ngồi khoanh chân trên xe bánh xích, từ đầu tới cuối không hề nói lời nào, mặt anh trông vẫn như thường nhưng sâu thẳm trong lòng lại lạnh như băng vậy, giống như thể đến cả băng tuyết ở Bắc Cảnh này cũng khó có thể so với tâm trạng của anh lúc này. Ở bên khác, khi Đinh Dũng đang vội vã trở về, Trương Bồi Sơn ở thành phố Kim Châu tại Giang Bắc xa xôi lúc này đang gặp phải nguy hiểm. Trong một bệnh viện ở thành phố Kim Châu, Trương Bồi Sơn dẫn theo mười mấy thuộc hạ bị người của hội Hắc Mã bao vây. Trương Thiệu Thích, Trương Bồi Sơn, hai bố con ông được đấy, Viên Thiếu Khang xoa xoa cằm nhìn hai bố con nhà họ Trương rồi lại nhìn sang Hàn Phương Nhiên đang bị thuộc hạ khiêng mà cười lạnh lùng. Một người Dương Đông, một người Kích Tây, dám cướp người trong tay nhà họ Viên chúng tôi. To gan lắm. Hừ, Viên Thiếu Khang, tao cảnh cáo mày, tốt nhất để bố con tao rời khỏi đây. Trương Bồi Sơn nghiến răng nhìn Viên Thiếu Khang mà nhả ra từng từ một, nếu anh Đinh Dũng quay về. Biết được nhà họ Viên chúng mày khiến chị dâu thành ra thế này thì chắc chắn sẽ khiến cho chúng mày sống không bằng con chó. Trên thực tế, Trương Bồi Sơn cũng không dám chắc, nếu Đinh Dũng quay về thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nhà họ Viên và hội Hắc Mã, thế nhưng vấn đề ở chỗ rốt cục bao giờ Đinh Dũng mới về. Trước đó khó khăn lắm hắn mới liên hệ được Đinh Dũng, kết quả còn chưa nói nổi hai ba câu đã bị ngắt kết nối, sau đó cho dù hắn ta có gọi thế nào thì số điện thoại của Đinh Dũng cũng ngoài vùng phủ sóng. Đinh Dũng rõ ràng đang ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Vì vậy biết tin Hàn Phương Nhiên bị nhà họ Viên bắt đi, Trương Bồi Sơn và bố mình thương lượng, sau khi biết được bệnh viện Hàn Phương Nhiên nằm, hắn ta liền bày ra trò Dương Đông Kích Tây. Trương Thiệu Thích dẫn người tới hội Hắc Mã cướp địa bàn kéo theo sự chú ý của hội Hắc Mã, còn Trương Bồi Sơn dẫn người đi đường khác cướp người. Chỉ là điều khiến Trương Bồi Sơn không ngờ tới đó là Viên Thiếu Khang lại biết trước thông tin. Cứ thế đợi hắn đến rồi chơi trò gậy ông đập lưng ông. Lần này Trương Bồi Sơn xong thật rồi. Đinh Dũng, vừa nhắc đến Đinh Dũng, sắc mặt Viên Thiếu Khang tối sầm cả lại. Hắn nghiến răng bật cười giảo hoạt, nếu hắn ta quay về thì càng tốt. Tao và bố tao đã bày sẵn thiên la địa võng, tao phải cho chúng mày tận mắt chứng kiến cảnh nó quỳ trước mặt tao. Ha ha ha. Viên Thiếu Khang như thể bị điên vậy, cứ thế bật cười ha hả như thấy trước được cảnh Đinh Dũng quỳ xuống xin tha. Ồ, chỉ dựa vào mày thì đến tư cách nhấc giày cho anh Đinh cũng không xứng, Trương Bồi Sơn nắm chặt tay. Nếu không phải xung quanh toàn người của hội Hắc Mã thì hắn cũng đã xông lên cho Viên Thiếu Khang một đấm rồi. Không ai nhận ra Hàn Phương Nhiên nằm bất động trên cáng, mặt mày trắng bệch khi nghe thấy hai từ Đinh Dũng thì mi mắt khẽ động. Hàn Phương Nhiên mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi chẳng còn sắc hồng, cơ thể yếu ốm tiểu tụy, trông vô cùng đáng thương. Nếu như Đinh Dũng thấy bộ dạng lúc này của cô thì trong lòng nhất định sẽ cảm thấy rất xót xa. Người càng trải qua nhiều cuộc sinh ly tử biệt thì lại càng biết trân trọng người của hiện tại. Đinh Dũng là một người như vậy. Anh sống hơn 5.000 năm, nói từng yêu một mình Hàn Phương Nhiên thì không thể, nhưng hiện giờ người mà Đinh Dũng yêu nhất chính là cô gái này, vẫn thích cười và luôn âm thầm ủng hộ mình. Mẹ kiếp,
Mày muốn chết à? Thấy Trương Bồi Sơn nói vậy, Viên Thiếu Khang mặt tối sầm cả lại. Hắn đùng đùng nổi giận, vung tay giáng một bạt về phía Trương Bồi Sơn. Trương Bồi Sơn cũng không phải hạng vừa. Hắn biết lần này mình chạy không nổi nên thay vì quỳ gối xin tha thì chi bằng chết cho anh liệt. Nếu như tên này dám giết mình thì khi Đinh Dũng quay về nhất định sẽ báo thù cho mình. Nghĩ vậy, Trương Bồi Sơn lại hạ quyết tâm hơn nữa. Hắn nghiến răng, giây phút Viên Thiếu Khang xông đến. Hắn đạp một đạp vào phần bụng dưới của Viên Thiếu Khang. Bịch, Viên Thiếu Khang bị đạp bay ra khỏi đó, hai tay nắm chặt lấy đũng quần, giọng cũng đổi hẳn đi còn sắc mặt thì tỏ ra đau đớn, cứ thế lăn lộn trên mặt đất. Trương Bồi Sơn đạp rất mạnh, không nói có thể khiến Viên Thiếu Khang bị phế nhưng chít ít có thể khiến hắn mất đi khả năng được hưởng thụ cảm giác sung sướng của một thằng đàn ông. Sau cú đạp đó, Trương Bồi Sơn hả hê hẳn. Thấy cảnh này, đàn em của Viên Thiếu Khang lập tức thay đổi sắc mặt, hai tên trong số đó vội tiến lên trước hỏi, thiếu gia không sao chứ? Cút, cút, còn không mau đi gọi bác sĩ, Viên Thiếu Khang che đũng quần, giọng nói the thé. Hắn nhìn Trương Bồi Sơn mà nạt nộ, lên cho tao, phế cái chân thứ ba của nó đi. Mẹ kiếp, mày muốn tao giống mày à? Trương Bồi Sơn bật cười mỉa mai, ông đây số đỏ lắm. Cùng lắm sau 18 năm nữa lại làm một trang hảo hán, còn mày e rằng cả đời này phải làm thái giám rồi. Khốn nạn, hai đứa mày phế thằng đó cho tao, Viên Thiếu Khang mồ hôi nhễ nhài. Nếu để cho Viên Thiếu Khang thành thái giám ngay trước mặt mình thì cả đám thuộc hạ cũng không gánh nổi trách nhiệm. Chẳng mấy chốc, y bác sĩ vội vàng tới, cũng may nơi này là bệnh viện, sau khi kiểm tra sơ qua một lượt, bác sĩ lập tức nói, mau, mau khiêng vào phòng cấp cứu. Không. Xử lý ở đây luôn, tôi phải tận mắt chứng kiến thằng này bị phế, Viên Thiếu Khang nghiến răng, chỉ hận không thể chóc xương lột ra Trương Bồi Sơn cho rồi. Cái này, thôi được, tôi đi sắp xếp giường phẫu thuật, bác sĩ do dự một lát, thấy Viên Thiếu Khang kiên quyết như vậy nên chỉ có thể gật đầu. Hai đứa mày còn không mau lên, thấy hai gã đàn ông do dự, Viên Thiếu Khang hét ầm lên. Vâng, hai tên kia nghe vậy thì vội gật đầu, thấy chúng đi tới. Thuộc hạ mà Trương Bồi Sơn dẫn theo lập tức tiến lên, tên nào tên nấy nhìn hai gã đàn ông đang đi tới với vẻ mặt bất thiện như thể sắp ra tay với đối phương. Dù bọn họ có phải gánh hậu quả thế nào cũng phải đánh chết hai tên này. Hai tên kia thấy cảnh này thì lo lắng ra mặt, chúng quay đầu nhìn về người đàn ông bên cạnh Viên Thiếu Khang. Nhìn cái gì, còn không mau xông lên, gã đàn ông kia thấy ánh mắt của hai người này thì lập tức nạt, hai đứa chúng mày sợ cái gì? Chúng ta có bao nhiêu người mà còn phải sợ mấy thằng tép diêu này à? Chúng mày cứ thử đến mà xem, một gã đàn ông bên cạnh Trương Bồi Sơn lên giọng, ánh mắt sắc lạnh, trên miệng hắn còn có vết sẹo, lúc này hắn ta nghiến răng gằn lên, dám đụng vào thiếu gia của bọn tao thì phải hỏi nắm đấm của tao có đồng ý không đã. Được rồi, Trương Bồi Sơn khoát tay, tỏ ý thôi ngụy không cần manh động, sau đó hắn nhìn đối phương, lên tiếng, lần này Trương Bồi Sơn tao gánh vác, Viên Thiếu Khang. Không phải mày vẫn muốn đối phó với tao sao? Tao đánh với người của mày một trận, đánh thắng thì thả người của tao, tao đi theo mày, được chưa? Trương Bồi Sơn hít sâu một hơi, nhìn Viên Thiếu Khang, đột nhiên nheo mắt lại, thêm một câu, nếu như mày không đồng ý thì mười mấy người bọn tao liều chết xông lên. Tao không tin không đổi được cái mạng chó của mày. Mày, Viên Thiếu Khang tức tối, đột nhiên hắn cảm thấy hối hận vì không vào phòng cấp cứu. Có điều, hắn cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nếu như Trương Bồi Sơn làm vậy thì mười mấy thuộc hạ của hắn cũng chẳng ra được khỏi cửa, lúc này Viên Thiếu Khang nheo mắt suy nghĩ một hồi, đột nhiên bật cười, được, có điều mày đánh thắng một trận thì tao chỉ có thể thả một đứa. Nếu không đánh thắng, thua một trận thì giết một đứa, nói tới đây, Viên Thiếu Khang tỏ vẻ đắc ý. Hắn chợt thấy không đau ở đũng quần nữa, cứ nghĩ tới cảnh tượng Trương Bồi Sơn bị đánh cho nằm dạp ra đất mà trong lòng hắn thấy hả hê vô cùng. Trương Bồi Sơn nắm chặt tay, nhưng biết làm sao được, mười mấy tên đàn em mà hắn dẫn theo đều vô tội, không thể để bọn chúng cứ thế nộp mạng được. Nghĩ một hồi mà chẳng còn cách gì khác, Trương Bồi Sơn chỉ đành gật đầu, nghiến răng, tao sợ mày chắc. Mày đi, thấy Trương Bồi Sơn đồng ý, Viên Thiếu Khang chỉ luôn vào một tên đàn em, nói, không phế được nó thì mày đừng có ở trong hội hắc mã nữa. Vâng, tên kia vội gật đầu vâng lệnh. Ở bên kia... Nghe thấy Trương Bồi Sơn sắp đánh với gã đàn ông kia, mười mấy tên đàn em mà Trương Bồi Sơn dẫn theo mặt mày tái mét. Thôi ngụy kéo Trương Bồi Sơn lại, nói, thiếu gia, đừng manh động, hay là để em lên. Đúng vậy,
Thiếu gia, chúng em không sợ chết, cùng lắm thì chết chung, đổi lấy cái mạng chó của thằng kia cũng đáng lắm. Thôi Ngụy dứt lời, những người còn lại lập tức lên tiếng. Được rồi, im miệng hết đi. Trương Bồi Sơn hít vào một hơi thật sâu nhìn đám đàn em, nạt chúng mày không có vợ con thì cũng có bố mẹ phải chăm sóc, sao tao có thể để chúng mày nộp mạng được. Lên đi, nói rồi, Trương Bồi Sơn quay người, không do dự nữa, cứ thế lao như mũi tên về phía gã đàn ông kia, miệng hét lớn. Chết đi, tên kia thấy Trương Bồi Sơn xông lên thì mặt mày giảo hoạt, tay vung nắm đấm về phía Trương Bồi Sơn. Theo hắn thấy, Trương Bồi Sơn cơ với bắp tay chẳng nổi chuột và cơ thể gầy gò kia chắc chắn chẳng thể địch lại nổi một đấm của mình. Xoẹt, Trương Bồi Sơn di chuyển với tốc độ rất nhanh, giây phút hắn tới gần gã đàn ông kia, hắn đột nhiên cúi đầu. Dựa vào cách di chuyển linh hoạt của mình mà đến bên cạnh gã ta, một đòn đấm tung ra, trúng luôn vào cằm của đối thủ. Một tiếng động lớn vang lên, nắm đấm như búa thép nện vào cằm gã đàn ông kia khiến hắn ta loạng choạng lùi sau vài bước, máu chảy ra khỏi miệng. Khốn nạn, gã đàn ông dùng tay xoa xoa cằm, tức tối hét lớn rồi xông lên. Trương Bồi Sơn hít vào một hơi thật sâu, không hề né tránh, thấy gã ta xông đến, Trương Bồi Sơn lại lần nữa di chuyển linh hoạt. Thế nhưng lần này gã ta có kinh nghiệm hơn, thấy Trương Bồi Sơn né đi, gã lập tức vung tay túm ngay Trương Bồi Sơn vừa nép người sang bên mà bật cười lạnh lùng, mày nghĩ tao ngu chắc. Chết đi, dứt lời, gã đàn ông kia tóm ngay lấy Trương Bồi Sơn giống giận. Thấy cảnh này, người của nhà họ Trương đều hoang mang, đặc biệt là Thôi Ngụy, hắn tiến lên trước một bước, thế nhưng còn chưa lại gần thì đã bị những người khác ngăn lại. Đừng đến, thấy hành động đó của Thôi Ngụy, Trương Bồi Sơn vội hét lên, không phải lo cho tao. Nói rồi, hắn ta liền túm lấy cánh tay của gã đàn ông kia, đôi chân theo đà móc vào đầu tên kia. Cho dù gã ta có dùng sức thế nào cũng không thể kéo Trương Bồi Sơn ra được. Cút, gã đàn ông hai tay không ngừng lôi kéo, thế nhưng Trương Bồi Sơn vẫn không hề nương tay, hắn dùng sức ghì cổ gã đàn ông kia. Bịch, đúng lúc này, gã kia đột nhiên túm được hai chân Trương Bồi Sơn, cả cơ thể ngã vật ra đất. Trương Bồi Sơn vốn dĩ còn đang trên người gã ta thì lúc này va chạm với mặt đất. Một cơn đau kịch liệt kéo đến, lục phủ ngũ tạng của hắn như nát tươm. Cơn đau đớn khiến Trương Bồi Sơn tái mét mặt, máu tươi cứ thế chảy ra khỏi miệng. A, à, Trương Bồi Sơn giống như kẻ điên, hai tay hắn đan vào nhau, đôi chân kẹp vào hông gã đàn ông kia vẫn cố hết sức ghì lấy cổ hắn, đường gân trên cánh tay cũng nổi lên chằng chịt. Chẳng mất bao lâu, gã đàn ông kia đã chẳng thể nói thêm lời nào nữa, bị Trương Bồi Sơn ghì cho đến bất tỉnh. Mãi tới lúc này, Trương Bồi Sơn mới thả lỏng đôi tay, ngã ra đất chẳng còn hơi sức, miệng cứ thế thở hổn hển. Hồi lâu, hắn mới cố gắng đứng dậy mà nói, tao thắng rồi. Thằng bỏ đi, cả đám ăn hại, Viên Thiếu Khang nhìn chằm chằm vào Trương Bồi Sơn, đột nhiên hét lên, rồi gằn lên với cả bác sĩ đang xử lý vết thương cho mình, mẹ kiếp, nhẹ tay thôi, muốn cho ông đây đau chết à. Lúc này, trong sảnh bệnh viện, trên người Viên Thiếu Khang còn được đắp lên lớp chăn mỏng. Hắn nằm trên giường phẫu thuật, chỉ lộ ra cái đầu, nhìn chằm chằm Trương Bồi Sơn mà giống giận thả một thằng. Lượt tới, mày lên, nói rồi, Viên Thiếu Khang lại nhìn sang một gã đàn ông khác. Gã kia nghe xong thì lập tức gật đầu, nắm chặt tay xông lên. Vừa thấy đồng bọn bị Trương Bồi Sơn ghì cho bất tỉnh, gã ta bừng bừng lửa giận. Lần này gã nhất định phải cho Trương Bồi Sơn nếm trải cảm giác bị giày vò. Thiếu gia, đừng đánh nữa. Thôi Ngụy đỡ Trương Bồi Sơn nhìn thiếu gia nhà mình mà lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Trương Bồi Sơn lắc đầu nhìn Thôi Ngụy, ghé tai hắn nói nhỏ, Thôi Ngụy, hôm nay chúng ta không đi được đâu, chú đi thông báo với bố anh, bảo ông ấy mau chạy, nếu không bố anh không nhận được tin báo thì sẽ không đi. Nghe Trương Bồi Sơn nói vậy, Thôi Ngụy chột dạ, Trương Thiệu Thích không nhận được tin của Trương Bồi Sơn thì chắc chắn sẽ không dẫn người đi, tới lúc đó. Nếu như hội Hắc Mã dẫn người đến chi viện thì đến cả Trương lão đại cũng đừng hòng thoát khỏi, cả nhà họ Trương sẽ xong đời. Nghĩ vậy, Thôi Ngụy chuẩn bị gọi người, thế nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Trương Bồi Sơn kéo lại. Thông tin sẽ bị dò ra ngoài, chắc chắn có nội gián. Người khác anh không tin được, chú đích thân đi, Trương Bồi Sơn kéo Thôi Ngụy nói nhỏ, giúp anh nói với bố anh, con trai bất hiếu, không theo bố phần đời về sau được nữa. Nói rồi, Trương Bồi Sơn đẩy Thôi Ngụy, hét lên với Viên Thiếu Khang, cho nó đi. Ha ha, đúng là anh em tình sâu nghĩa nặng, Viên Thiếu Khang bật cười lạnh lùng,
ánh mắt rõ vẻ châm chọc, ngu xuẩn, vì một tên thuộc hạ mà không màng đến tính mạng. Tao không muốn thả thêm thằng nào nữa, cho nên phế nó cho tao, nói tới đây, mặt Viên Thiếu Khang rõ vẻ tôi độc. Thấy Thôi Ngụy rời đi, Trương Bồi Sơn mới hít vào một hơi thật sâu, nhìn Viên Thiếu Khang, người của mày cũng giỏi đánh đấm đấy, giỏi hơn thằng ăn hại như mày nhiều. Lắm lời, còn không mau phế nó đi, gã đàn ông đứng bên Viên Thiếu Khang nghe vậy thì mặt tối sầm cả lại, gã chỉ thẳng vào Trương Bồi Sơn mà nạt, chết đi, nói rồi, gã ta xông về phía Trương Bồi Sơn như con mãnh hổ. Thiếu gia, cẩn thận, thiếu gia, để em lên cho. Người nhà họ Trương mặt mày khó coi, thấy thiếu gia sắp đứng không vững đến nơi, bọn họ mặt mày xót xa. Nghe đám đàn em phía sau gọi, Trương Bồi Sơn lập tức giang tay hét, lùi hết về sau. Lúc này, bóng hình lẻ loi của Trương Bồi Sơn trong mắt đàn em giống như ngọn núi hùng vĩ vững chãi, in sâu trong đầu bọn họ. Vương Hiểu thề tôi nguyện theo thiếu gia. Tôi Lưu Phong thề theo thiếu gia đến chết. Cũng không biết là ai hét lên câu đầu tiên, tất cả mọi người đều bắt đầu thề. Lúc này, Trương Bồi Sơn giống như nguồn động lực cho bọn họ vậy. Ha ha ha, Trương Bồi Sơn nghe vậy thì cảm thấy khí thế hơn hẳn. Có những người anh em thế này, cuộc đời hắn như vậy là mãn nguyện rồi. Còn cười, mày chết đi, gã đàn ông kia thấy Trương Bồi Sơn còn có thể cười, gã ta nhếch miệng tôi độc, xông lên túm lấy cổ áo Trương Bồi Sơn, định nhấc hắn lên. Đúng lúc này, trong tay Trương Bồi Sơn đột nhiên lóe qua luồng ánh sáng sắc lạnh, hắn khẽ rạch cổ áo khiến gã đàn ông kia túm vào chỉ khiến phần cổ áo rách đi. Cách xử lý này khiến gã ta sững người, nhân lúc gã hãy còn thất thần, luồng sáng sắc lạnh trong tay Trương Bồi Sơn lại một lần nữa di chuyển, đâm về phía hông bụng bên phải của gã. Máu tươi tuôn ra, chảy theo con dao ra ngoài. A, gã ta chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn kịch liệt, nắm đấm vung ra trong vô thức đấm vào mặt Trương Bồi Sơn khiến Trương Bồi Sơn bay ra ngoài, máu chảy ra khỏi miệng. Gã đàn ông kia loạng choạng, tay che bụng nhìn chuôi dao đang cắm ở bụng mình mà mặt mày kinh hãi, bác sĩ cứu với. Ha ha ha, tạo lại thắng rồi, Trương Bồi Sơn cố gắng đứng dậy, nói dứt khoát. Mày dám giở trò, chúng mày lên cả cho tao, hoạn nó đi, Viên Thiếu Khang nheo mắt, mặt mày tôi độc. Đinh Dũng và Kim Vô Đạo đến sân bay thì phát hiện không có chuyến bay về Giang Bắc. Nhìn máy bay đang đỗ bên ngoài, Đinh Dũng bỏ tiền thuê hẳn máy bay. Sau nửa tiếng, sau khi được thẩm tra thông qua, một chiếc máy bay chỉ chở không đến 10 người bay từ sân bay Bắc Cảnh tới. Hành trình vốn chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà Đinh Dũng lại cảm thấy như trải qua cả nửa thế kỷ. Anh ngồi trong khoang hạng thương gia mà lòng như lửa đốt, nhìn ra tầng mây bên ngoài cửa sổ, lòng bất an mãi không thôi. Điều anh sợ nhất chính là sinh ly tử biệt. Hơn 5.000 năm nay, hình ảnh Đinh Dũng đã ở trong lòng không biết bao nhiêu nữ nhân, chỉ là hiện giờ anh không còn nhớ rõ hình dáng bọn họ trông thế nào nữa. Có điều nỗi đau xé ruột xé gan khi phải trải qua thời khắc sinh ly tử biệt lại vẫn tồn tại và hằn sâu trong anh. Cuối cùng máy bay cũng sắp tới sân bay Kim Châu, hiện giờ đang trong quá trình chuẩn bị đáp đất. Sư phụ, lần này để con ở bên sư phụ, Kim Vô Đạo đột nhiên nói với Đinh Dũng. Đinh Dũng cau mày nhìn Kim Vô Đạo, anh còn chưa lên tiếng thì Kim Vô Đạo đã nói, bên cạnh con không ai chăm sóc cũng không được, và lại cũng chỉ vài chuyện vặt, ta xử lý là được, không cần con phải ra tay. Sau này hãy tính, giờ con về trước đi, Giang Nam cũng có biến cố rồi, con phải về chủ trì đại cục đi, Đinh Dũng hít sâu nhìn Kim Vô Đạo cười nói, bảo Tống Long đi theo ta. Như vậy, cũng được ạ, Kim Vô Đạo lắc đầu cười khổ, sau đó nhìn Tống Long, Tống Long. Nhất định phải làm tốt việc mà sư phụ giao cho, con nhớ chưa? Vâng, sư phụ yên tâm ạ, Tống Long vội gật đầu, trong ánh mắt rõ vẻ cảm kích. Trước đó mặc dù Đinh Dũng từng ra tay nhưng cũng chỉ là đối phó với hạng thép Siêu, thế nhưng chuyến đi Bắc Cảnh lần này cậu ta đã tận mắt chứng kiến Đinh Dũng ra tay phá bỏ kết giới. Tầng kết giới bên ngoài núi Phổ Lôi Nhĩ đến cả vị đại nhân của phủ thành chủ cùng tầng cảnh giới với Kim Vô Đạo cũng không thể phá bỏ. Thế mà Đinh Dũng lại có thể dùng một đòn mà phá bỏ kết giới. Thực lực như vậy chắc chắn đã vượt qua cảnh giới tông sư bình thường. Lại thêm thân phận đặc biệt của Đinh Dũng, chính là sư tổ của cậu ta nên Tống Long sao có thể không cảm kích cho được. Dầm, 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 đúng lúc này, máy bay rung động mạnh, sau một hồi chấn động, mới đáp đất và nhanh chóng trượt trên đường băng về phía trước. Ra khỏi sân bay, Kim Vô Đạo dẫn theo người, từ biệt Đinh Dũng và Tống Long. Đinh Dũng nói không sai,
hiện giờ cả Giang Nam đã rất loạn rồi. Kim Vô Đạo phải quay về chủ trì đại cục. Hiện giờ về bề nổi ở Giang Nam thì Kim Vô Đạo vẫn đang có thể kiểm soát được, nhưng thế cục thay đổi, giờ là lúc dễ xảy ra vấn đề nhất. Còn Đinh Dũng dẫn theo Tống Long, đi thẳng tới nhà họ Trương. Anh cần tìm Trương Bồi Sơn trước, hỏi rõ ngọn ngành. Trên đường, mặt mày Đinh Dũng vẫn thâm trầm, toàn thân phát ra luồng khí tức lạnh lùng. Tống Long đi bên mà như ngồi trên đống kim châm. Nếu không phải Đinh Dũng cố ý kiểm soát sát khí thì e rằng Tống Long cũng chịu ảnh hưởng không hề nhẹ. Còn lái xe taxi thì càng không phải bàn, chỉ thông qua gương chiếu hậu nhìn Đinh Dũng một cái thôi cũng suýt chút nữa sợ hãi mà ngồi phịch vào ghế, đâu dám nhìn thêm lần nào nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc mà tài xế đã đi tới gần nhà họ Trương. Đúng lúc này ở phía trước đột nhiên có một đám người chạy ra, lái xe phanh gấp khiến chiếc xe phụt ra đường khói trắng mới đỗ lại được. Vội đi đầu thai kiếp khác à, lái xe bực bội lẩm bẩm, rồi lại lén nhìn sang Đinh Dũng lần nữa, chỉ sợ cú phanh gấp của mình khiến Đinh Dũng phật lòng. Cũng may không thấy Đinh Dũng có phản ứng gì, trên thực tế cú phanh gấp này cũng chẳng thể ảnh hưởng đến Đinh Dũng, cơ thể anh còn không hề di chuyển. Lúc này, ở đầu đường có một đám người tay cầm côn, tên nào tên nấy mặt mày đầy những vết thương. Đi đầu là một gã đàn ông trung tuổi khí chất. Mặc dù ông ta trông hãy còn trẻ nhưng vẻ từng trải trong đôi mắt lại thể hiện ra độ tuổi. Ông ta chính là Trương Thiệu Thích đang dẫn đám người lùi ra ngoài. Ông ta nhìn về sau với vẻ mặt tôi độc. Vừa rồi ông ta nhận được thông tin từ Thôi Ngụy, vì thông tin bị dò dỉ nên Trương Bồi Sơn mới bị giam trong viện, điều này khiến Trương Thiệu Thích lòng đau như cắt. Hội hắc mã đáng chết, ông mày không diệt chúng mày thì thề không làm người, Trương Thiệu Thích mặt mày tôi độc, ông ta chỉ có một mình thằng con trai này thôi. Đuổi cho tao. Không được cho chúng nó chạy thoát. Trương Thiệu Thích vừa dẫn đám người lao đi thì liền nghe thấy tiếng quát tháo đằng sau. Ngay sau đó một đám người đuổi ra, trong tay cầm nào côn nào dao, số người ít nhất cũng phải nhiều gấp đôi bọn họ. Thấy cảnh này, lái xe mặt mày tái mét, vội gạt số xe định lùi về sau, miệng hãy còn lẩm bẩm mắng chửi, giờ là thời nào rồi mà không ai quản thế này. Thế nhưng Đinh Dũng ngồi sau đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn hai đám người bên ngoài cửa xe mà cau mày, dừng xe. Hả, bên ngoài, lái xe thẫn thờ. Chúng tôi xuống đây, nói rồi, Đinh Dũng để lại một tờ tiền màu đỏ rồi lập tức đi ra ngoài. Thấy Đinh Dũng rời đi, Tống Long vội đi theo. Lái xe nhìn theo hai người mà lẩm bẩm, cầm tờ tiền đỏ lên, sau khi xác nhận không phải tiền giả thì lập tức nhận ga rời đi, cũng không biết hắn ta sợ đắc tội với hai nhóm người kia hay sợ Đinh Dũng tìm mình đòi tiền thừa. Sư tổ, sao vậy ạ? Tống Long không biết Trương Thiệu Thích, lúc này nhìn Đinh Dũng xuống xe thì vội hỏi, sư tổ quen nhóm người kia sao? Có bạn của ta ở đây, Đinh Dũng nheo mắt hít sâu, nhanh chóng rảo bước về phía trước đi, chúng ta đi xem. Trên thực tế, trong lòng Đinh Dũng vẫn không khỏi có phần do dự, cho dù hội hắc mã trở lại, bố con Trương Bồi Sơn cũng không đến mức thảm như vậy mới phải. Trước kia, có thể cướp đi địa bàn trong tay hội hắc mã ở thành phố Kim Châu mà hiện giờ sao có thể để kẻ khác đuổi đánh trong địa bàn của mình được. Không kịp nghĩ nhiều, người của Trương Thiệu Thích đã bị đối phương đuổi tới nơi, Đinh Dũng vội kéo theo Tống Long chạy theo. Ha ha ha, Trương Thiệu Thích, lần này tôi xem ông chạy đi đâu, một gã đàn ông to béo vỗ bụng, dẫn theo người chặn người phía Trương Thiệu Thích lại, cười lạnh lùng, không ngờ Trương lão đại lại rơi vào tay tôi. Thằng lợn họ Phùng kia. Không ngờ mày lại đầu quân cho hội hắc mã, Trương Thiệu Thích nghiến răng, nhìn chằm chằm tên béo trước mặt, trong ánh mắt rõ vẻ mỉa mai. Tên béo này vốn dĩ là một tên cầm đầu thế lực nhỏ ở thành phố Kim Châu, cũng có chút bản lĩnh nhưng không có dã tâm nên trước kia chỉ ăn bám đàn em của Trương Thiệu Thích. Mặc dù không phải là một thế lực nhưng Trương Thiệu Thích rất coi trọng thực lực của tên này, vẫn luôn muốn thu nhận hắn làm đàn em. Chỉ là điều khiến Trương Thiệu Thích không ngờ tới đó là tên họ Phùng này lại đầu quân cho hội hắc mã. Lần này ông ta dẫn người dương đông kích tây, chẳng ngờ lại gặp phải tên này, và lại tên này cũng không biết làm gì mà thực lực lại mạnh hơn trước. Trương Thiệu Thích à, Trương Thiệu Thích, biết thời thế mới là Trang Tuấn Kiệt. Những gì hội hắc mã có thể cho tôi thì ông không cho tôi được đâu. Tại sao tôi không thể đầu quân cho hội hắc mã, tên họ Phùng kia hắng giọng, chỉ vào Trương Thiệu Thích mà nạt. Nể tình trước đây ông cũng đối xử với tôi tử tế, chỉ cần bây giờ ông không phản kháng thì tôi đảm bảo sẽ nói giúp ông mấy lời tốt đẹp trước mặt đại đương gia. Với khả năng của ông thì thành tựu cũng sẽ không kém tôi đâu. Muốn tao đầu hàng, nằm mơ đi,
Trương Thiệu Thích nhìn chằm chằm tên họ Phùng. Ông ta không tin mấy lời sằng bậy đó của hắn. Một khi ông ta đầu hàng, với mối quan hệ của ông ta và hội Hắc Mã thì Trương Thiệu Thích ngoài chết ra sẽ chẳng còn kết cục nào khác. Vả lại con trai ông ta còn trong tay đối phương, nếu ông ta đầu hàng thì ai cứu con ông ta? Không biết tốt xấu là gì, nghe Trương Thiệu Thích nói vậy, tên họ Phùng kia hắng giọng, phất tay với tên đàn em đứng sau rồi lập tức xông lên. Đôi mắt hắn như mắt hổ đói nhìn chằm chằm vào mấy người phía Trương Thiệu Thích. Ông không phải là đối thủ của tôi, người của ông cũng không đông bằng người của tôi. Ông đấu với tôi thế nào? Hôm nay ông chạy không nổi đâu, tên họ Phùng kia bật cười lạnh lùng, sau khi đầu quân cho hội Hắc Mã, hắn nhận được phần thưởng của đại đương gia Tư Đồ. Ông ta cho hắn ăn một viên linh đan diệu dược nên thực lực của hắn đã tăng lên gấp bội. Hiện giờ đối mặt với Trương Thiệu Thích, hắn gần như ở cửa trên. Đây cũng là lý do khiến Trương Thiệu Thích bị bại trận. Trước kia ông ta từng học võ tự do nhưng đối diện với tên họ Phùng trước mặt, ông ta lại không đánh lại nổi. Tốc độ và sức mạnh của hắn ta lấn lướt Trương Thiệu Thích. Đây cũng là lý do khiến Trương Thiệu Thích không thể hiểu nổi. Tên họ Phùng này có thân hình to béo như vậy, sao có thể linh hoạt bằng ông ta, đó là chuyện không thể. Thế này đi, tôi cho ông một cơ hội nữa, chỉ cần ông có thể đánh thắng tôi sẽ thả các người đi. Thế nào, tên họ Phùng hất cằm, nhếch miệng mỉa mai. Hắn rất tự tin, từ sau khi ăn linh đơn diệu dược, ngoài đại đương gia Tư Đồ ra, hắn chưa gặp ai là đối thủ của mình, đương nhiên không coi Trương Thiệu Thích ra gì. Đừng nói là cho Trương Thiệu Thích một cơ hội, kể cả cho ông ta 10, thậm chí 100 cơ hội thì Trương Thiệu Thích tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thằng họ Phùng kia, mày đừng có ức hiếp người quá đáng, nghe hắn nói vậy, Trương Thiệu Thích nhếch miệng tôi độc, nắm chặt tay. Hét, đừng để tao có cơ hội, nếu không, tao nhất định sẽ giết cả nhà mày. Muốn chết, tên họ Phùng mặt mày biến sắc, lao như mũi tên về phía trước, cứ thế bóp cổ Trương Thiệu Thích, ông dám uy hiếp tôi, ông có biết tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp không? Khụ khụ, Trương Thiệu Thích hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, lúc này bị bóp cổ chỉ biết ho hắng dữ dội. Thật không biết bố con ông nghĩ gì, hiện giờ thế lực hội Hắc Mã lớn mạnh như vậy. Lẽ nào bố con ông còn không biết đường ngoan ngoãn nghe lời, tên họ Phùng bóp cổ Trương Thiệu Thích, bật cười lạnh lùng, nói tiếp, còn nữa, thằng con trai ông dám dẫn người đến bệnh viện cướp người, nó không nghĩ xem nhà họ Viên là gia tộc thế nào, nhị đương gia của hội Hắc Mã có thể để cho hắn dễ dàng cướp người thì còn có thể là người nhà họ Viên nữa không? Tên họ Phùng dứt lời, đám đàn em phía sau hắn đột nhiên cười phá lên, rõ ràng bọn chúng cũng đã nghe nói việc Trương Bồi Sơn bị. Thế nhưng câu nói này đến tai Đinh Dũng lại khiến mặt anh tối sầm cả lại. Trương Bồi Sơn đến bệnh viện cướp người. Trương Bồi Sơn cũng gặp chuyện chẳng lành rồi. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng không do dự thêm nữa, cứ thế rẽ đám người lạnh giọng, thả ông ta ra. Ai, tên họ Phùng kia nghe vậy thì cau mày nhìn về phía sau. Khi hắn thấy Đinh Dũng và Tống Long, vẻ do dự trong ánh mắt hắn không còn nữa, thay vào đó là bộ dạng mỉa mai, hai đứa chúng mày là ai mà dám nói thế với tao hả? Đúng vậy, chúng mày là cái thá gì mà dám nói với đại ca bọn tao thế hả? Nghe tên họ Phùng nói vậy, đám đàn em lập tức nhìn Đinh Dũng với bộ mặt bất thiện, nạt lại còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi đại ca bọn tao. Lúc này người của Trương Thiệu Thích cứng đơ mặt, không biết Đinh Dũng và Tống Long có lai lịch thế nào, duy chỉ Trương Thiệu Thích nhìn thấy Đinh Dũng xong thì đang từ trạng thái tuyệt vọng, đột nhiên như có thêm nguồn năng lượng sống. Ông ta hét lên hết sức cậu Đinh, mau, mau đi cứu Bồi Sơn. Nó dẫn người tới bệnh viện cứu vợ cậu rồi. Tao nói lại lần nữa, bỏ ông ta ra, giọng nói Đinh Dũng như hàn băng vạn năm khiến người ta nghe mà không khỏi sởn da gà. Một luồng sát khí khủng khiếp toát ra từ người Đinh Dũng. Anh không ngờ Trương Bồi Sơn lại liều mạng dẫn người đi cứu Hàn Phương Nhiên. Lúc này nghe Trương Bồi Sơn bị người nhà họ Viên bắt đi, Đinh Dũng vốn dĩ lửa giận bừng bừng, sát khí trong người cũng bộc phát hơn bao giờ hết. Mày khẩu khí cũng không vừa nhỉ, tao, tên họ Phùng kia vẫn giữ bộ mặt mỉa mai. Vốn dĩ hắn định nói đời hắn chưa gặp thằng nào khẩu khí như Đinh Dũng, nhưng hắn vừa nới lỏng tay khỏi cổ Trương Thiệu Thích chuẩn bị ra tay với Đinh Dũng thì liền thấy một bóng người lướt qua, ngay sau đó cơn đau tê tái phần bụng dưới khiến hắn quằn quại. Hắn bay ra khỏi đó như viên đạn rời khỏi nòng. Bịch, tên họ Phùng ngã văng vào bức tường cách đó không xa, lớp xi chát bên ngoài bị nứt lìa. Vết nứt cũng phải dài cả 10 mét. Đinh Dũng phất tay áo, còn Tống Long lập tức di chuyển đỡ Trương Thiệu Thích.
Trương Thiệu Thích không kịp nghĩ nhiều, vừa ho hắng vừa nói, cậu Đinh, xin cậu đi cứu Bồi Sơn, tôi chỉ có một mình nó là con trai. Nói tới đây, mặt Trương Thiệu Thích tỏ vẻ kiên định. Ông ta nhìn Đinh Dũng với bộ mặt khẩn cầu. Cả đời này ông ta chưa cầu xin bất cứ ai, nhưng khi lâm vào cảnh an nguy, ông ta lựa chọn thỏa hiệp. Ông yên tâm, Bồi Sơn sẽ không sao đâu, Đinh Dũng gật đầu, quay đầu nhìn người của tên họ Phùng kia, ánh mắt lạnh lùng đằng đằng sát khí, nếu Bồi Sơn mất một cọng lông thì tất cả người nhà họ Viên đều phải chết. Đúng lúc này, ở trong sảnh một bệnh viện nào đó, Trương Bồi Sơn nằm trên mặt đất, máu mũi cứ thế ọc ra ngoài, nằm bên cạnh hắn còn hai gã đàn ông thân hình lực lưỡng. Ha ha ha, Viên Thiếu Khang, mày không xong rồi. Mấy thằng đàn em của mày còn không đánh chết được tao, Trương Bồi Sơn cố gắng gượng dậy, lau máu trên miệng cười mỉa mai, có giỏi thì đến đánh tao xem. Khốn nạn, cả đám ăn hại, Viên Thiếu Khang nghiến răng giống giật, mấy thằng chúng mày lên hết đi, nếu không đánh chết được nó thì tao cho người đánh chết chúng mày. Đến đi, Trương Bồi Sơn vùng vẫy trên mặt đất, lúc này người đầy máu, một mình đối mặt với ba gã đàn ông thân hình lực lưỡng. Trên mặt lại không hề tỏ ra sợ hãi. Vì hắn ta biết hôm nay mình không thể thoát khỏi đây, thay vì bị Viên Thiếu Khang sỉ nhục chi bằng đối đầu với hắn đến cùng. Thằng kia, mày muốn chết phải không? Một gã đàn ông để râu quai nón trong ba tên nghe Trương Bồi Sơn nói xong thì xoay xoay cổ tay, bật cười gian xảo tung nắm đấm về phía Trương Bồi Sơn. Lúc này Trương Bồi Sơn chao đảo, đến đứng còn chẳng vững, đâu còn sức né tránh, cứ thế bị một đấm của tên kia nện thẳng vào mặt. Lùi về sau. Bịch, hắn ngã nhào ra đất, nằm dạng cẳng, mặt mày sưng lên như cái bánh mì, máu tươi, nước dãi cứ thế trào ra khỏi miệng. Hừ, Trương Bồi Sơn hơi co người, miệng chốc chốc lại rên rỉ. Hắn muốn đứng dậy nhưng không còn nổi sức. Sau vài lần cố gắng, hắn liền bỏ ý định phản kháng, cứ thế nằm trên mặt đất hít thật sâu, cố gắng kìm nén cơn đau, đến đi, muốn đụng vào anh em của tao, muốn đụng vào chị dâu tao thì bước qua xác tao trước đã. Nghe vậy, Viên Thiếu Khang mặt mày vô cùng khó coi. Hắn không ngờ Trương Bồi Sơn lại cứng đầu như vậy, đến nước này rồi mà không hề tỏ ra sợ hãi. Cái Viên Thiếu Khang cần không phải là giết chết Trương Bồi Sơn. Cái hắn cần chính là bộ dạng tuyệt vọng của Trương Bồi Sơn, bộ dạng xin tha. Đó mới chính là điều hắn mong muốn thấy nhất. Tính thời gian, tên họ Phùng kia cũng sắp tới nơi rồi, nghĩ tới đây, con mắt Viên Thiếu Khang lại đảo một lượt, đột nhiên hắn bật cười lạnh lùng. Mày muốn chết như vậy thì tao cho mày toại nguyện. Chỉ đáng tiếc đến phút cuối cùng mày cũng không gặp được bố mày. Ý mày là gì? Trương Bồi Sơn sững người, giọng nói trầm hẳn lại. Mày còn không biết à? Viên Thiếu Khang nhếch miệng châm chọc, bố mày dẫn người đi đập địa bàn, giúp mày kéo theo sự chú ý của hội hắc mã bọn tao, nhưng đáng tiếc đã bị người của bọn tao bắt rồi. Lẽ nào mày không muốn gặp mặt ông ta lần cuối? Nói tới đây, mắt Viên Thiếu Khang tỏ vẻ tàn nhẫn. Hắn liếm miệng thầm nhủ, tao không tin mày có thể bình tĩnh được nữa. Trên thực tế Trương Thiệu Thích có phải bị bắt hay không, hắn cũng không rõ, có điều tên họ Phùng canh giữ ở đó, lại nhận được tin trước nên có muốn bắt được Trương Thiệu Thích cũng không phải chuyện gì khó. Không thể nào, bố tao không thể bị chúng mày bắt được, mắt Trương Bồi Sơn lạnh hẳn lại nhưng trong lòng hắn lại hoang mang vô cùng. Nếu như hội hắc mã thật sự đã sắp xếp xong xuôi rồi thì rất có khả năng bố hắn sẽ bị bắt. Trương Bồi Sơn tin bố mình không thể bị bắt hoàn toàn là do hắn không muốn tin mà thôi. Bố mày thân thủ cũng không tồi, đáng tiếc đối thủ của ông ta không phải bọn tao, có lẽ mày vẫn chưa biết phải không? Nói tới đây, Viên Thiếu Khang bật cười, tên họ Phùng kia dựa vào bọn tao, mày cho rằng bố mày là đối thủ của nó sao? Tên họ Phùng, nghe cái tên này, mắt Trương Bồi Sơn sáng lên. Hắn vùng vẫy, lật người quỳ dưới đất, nghiến răng vùng vẫy đứng dậy. Nhìn Viên Thiếu Khang lạnh lùng, mà nạt, khốn nạn. Tao giết mày, dứt lời, Trương Bồi Sơn đột nhiên hét lên đầy phẫn nộ, xông về phía Viên Thiếu Khang. Không biết Trương Bồi Sơn nhặt được con dao ở đâu, hắn cầm dao lao tới Viên Thiếu Khang khiến Viên Thiếu Khang run rẩy, suýt chút nữa ngã khỏi giường. Viên Thiếu gia, đừng cử động, bác sĩ đang xử lý vết thương cũng giật mình, suýt chút nữa khiến Viên Thiếu Khang bị thương lần thứ hai. Đáng tiếc. Trương Bồi Sơn bị thương rất nặng, cơ thể hắn chao đảo, đứng không vững, tốc độ sao có thể nhanh cho nổi. Hắn còn chưa xông tới gần Viên Thiếu Khang thì ba gã đàn ông kia đã chặn lại, đạp luôn vào bụng hắn khiến hắn ngã nhào ra đất lần nữa. Đừng cử động cái mẹ gì, ông không thấy có người muốn chém tôi đấy à, Viên Thiếu Khang phẫn nộ,
sau đó nhìn Trương Bồi Sơn bị đạp ngã ra đất mà giống lên, tổ cha mày, Trương Bồi Sơn, mày dám giết tao à, tao cho mày chết. Mấy đứa mày giết nó cho tao, chém nó cho chó ăn. Vâng, ba gã đàn ông kia nghe vậy thì vẻ mặt tỏ ra tôi độc và hưng phấn thấy rõ. Thấy cả ba tên ra tay với Trương Bồi Sơn, mấy tên thuộc hạ nhà họ Trương không thể nhịn nổi, tên nào tên nấy rút vũ khí. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp làm gì đã bị người của hội Hắc Mã chặn tại chỗ. Tao xem đứa nào dám bước, một tên chân tay bên cạnh Viên Thiếu Khang lúc này cao ngạo, chủ của chúng mày vì chúng mày mới ra thế này, đừng phụ lòng nó. Nói tới đây, hắn ta cố ý đánh mắt sang Trương Bồi Sơn, có điều từ nay về sau, thế lực nhà họ Trương sẽ không còn tồn tại nữa. Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nếu như chúng mày muốn đầu quân cho hội Hắc Mã thì bọn tao sẽ hoan nghênh thôi. Nằm mơ đi, bố mày chết cũng không hàng. Đám người nhà họ Trương tên nào tên nấy mặt mày biến sắc. Hừ, đúng là không biết điều nghe vậy, Viên Thiếu Khang hắng giọng, không phải lằng nhằng nữa, mau ra tay. Đợi đã, đột nhiên, Trương Bồi Sơn nằm dưới đất đột nhiên giơ tay. Không phải mất thời gian nữa, hôm nay ông trời có xuống đến đây cũng không cứu nổi mày đâu, thấy Trương Bồi Sơn giơ tay, Viên Thiếu Khang lạnh mặt hẳn lại, cho rằng Trương Bồi Sơn muốn kéo dài thời gian. Hắn dứt lời. Cả ba gã đàn ông kia không cho Trương Bồi Sơn cơ hội lên tiếng, cứ thế đạp Trương Bồi Sơn bay ra cả vài mét. Lần này Trương Bồi Sơn không còn sức mà cử động, miệng không ngừng chảy máu, mặt mày tái mét, không trông ra hình dạng con người. Không xong rồi, không xong rồi, đúng lúc này, ở phía xa đột nhiên vang lên giọng nói thất thanh, ngay sau đó, một gã đàn ông hộc tốc chạy tới hét lớn, thiếu gia, không ổn rồi, có người xông vào đây. Là ai, nghe vậy. Viên Thiếu Khang sững người một lát, sau đó cau mày. Hiện giờ cả thành phố Kim Châu ngoài nhà họ Trương gia thì còn có thế lực nào dám đối đầu với hội Hắc Mã? Em không biết, có điều hình như em trông thấy anh Phùng, hắn ta vừa nói vừa thất thần chỉ ra bên ngoài. Hoảng hốt còn ra thể thống gì nữa, Viên Thiếu Khang hắng giọng, hoàn toàn quên đi vừa rồi mình đang đối đầu với Trương Bồi Sơn, mấy đứa chúng mày dẫn người ra ngoài xem. Vâng, nghe Viên Thiếu Khang nói vậy. Tên đàn em của hắn lập tức dẫn theo vài người đi ra khỏi cửa. Bịch, một âm thanh khủng khiếp vang lên, có điều tên tay chân vừa dẫn người ra ngoài đã va phải khung cửa, kêu gào thảm thiết rồi bay ngược lại vào trong. Viên Thiếu Khang, một giọng nói mang theo sát khí đằng đằng và cơn phẫn nộ khủng khiếp vang lên. Giọng nói này lạnh như hàn băng vạn năm khiến người ta nghe mà phải run rẩy. Viên Thiếu Khang nằm trên giường phẫu thuật dùng mình, giọng nói này nghe quá quen. Hắn không thể ngờ mình lại gặp Đinh Dũng ở đây nên lập tức giống lên, mau, mau gọi điện cho bố tao. Giọng nói này vang lên khiến Hàn Phương Nhiên nằm trên giường bệnh bất động thì đột nhiên mi mắt hấp háy, như cố gắng mở mắt ra vậy. Thế nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể mở nổi mắt. Cuối cùng, ngón tay Hàn Phương Nhiên khẽ cử động, giống như thể dùng hết sức bình sinh nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì hơn. Trong Đinh Dũng như có con ác ma đang tồn tại. Mắt anh bắt đầu đỏ ngầu lên, cùng lúc đó, sự di chuyển điên cuồng của Thánh Tâm Quyết khiến Đinh Dũng lại thêm tàn độc hơn. Khi ánh mắt Đinh Dũng nhìn thấy bóng người nằm trên cáng đằng sau người nhà họ Trương, nỗi đau đớn khôn tả ập về. Đinh Dũng lấy tay đặt vào ngực, nơi khóe mắt chợt có giọt lệ vương. Phương Nhiên, xin lỗi em, anh để em phải chịu khổ rồi, Đinh Dũng thầm thở dài, cố gắng kiềm chế nỗi đau khổ. Anh không có thời gian nghĩ nhiều, cứ thế lao ngay vào sảnh bệnh viện. Sơn Nhi, thấy con trai mình đầy thương tích nằm dưới đất, Trương Thiệu Thích cũng xông lên cùng lúc, mắt đỏ hoe. Thấy Đinh Dũng và mấy người phía Trương Thiệu Thích lao vào, Viên Thiếu Khang lập tức hét lên với mấy tên đàn em chặn bọn chúng lại. Hắn thật sự rất sợ Đinh Dũng, cho dù hiện giờ trong tay hắn có cả hàng trăm người nhưng hắn vẫn không yên tâm nên lập tức nói với bác sĩ, mau, mau đẩy tôi vào trong. Vâng, người của hội Hắc Mã nghe Viên Thiếu Khang nói thì vâng lệnh. Chặn ngay ở cửa, mặt mày bất thiện nhìn Đinh Dũng. Thế nhưng tốc độ của Đinh Dũng không hề giảm, như thể căn bản không coi những người này ra gì. Bóng hình anh giống như ma như quỷ, thành viên hội Hắc Mã vốn chặn ở cửa thì đột nhiên có 4-5 tên bay ra ngoài. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng người Đinh Dũng đã đi vào trong, tới phía trước mặt tất cả mọi người. Mày là ai? Người nhà họ Trương nhìn Đinh Dũng cảnh giác, sau đó nắm chặt vào vũ khí trong tay. Nghiến răng, thiếu gia của bọn tao dặn, không ai được đụng vào cô gái này, mày.
Thế nhưng bọn chúng còn chưa nói xong thì liền cảm thấy mắt mờ đi, ngay sau đó bóng người trước mặt biến mất khỏi tầm mắt bọn chúng. Thay vào đó là luồng sát khí khủng khiếp mà bọn chúng có thể cảm nhận được rõ ràng ở bên cạnh mình. Viên Thiếu Khang, Viên Thiếu Khang, thấy Hàn Phương Nhiên với bộ dạng tiều tụy, mắt Đinh Dũng đỏ lên. Anh nắm chặt tay, toàn thân bất giác run lên, rít lên qua kẽ răng. Thấy bộ dạng đó của Đinh Dũng, người nhà họ Trương mặt mày biến sắc, bọn chúng chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy, giống như thể người đứng trước mặt bọn chúng không phải là người mà là ma quỷ từ địa ngục bước ra vậy. Chặn hắn lại, người của hội Hắc Mã thấy Đinh Dũng như vậy thì mặt mày biến sắc. Tên dẫn đầu nghĩ tới lời Viên Thiếu Khang dặn dò nên lập tức chỉ vào Đinh Dũng, mau chặn nó lại, gọi cho lão ra. Nghe đại ca nói, cả đám đàn em lập tức xông về phía Đinh Dũng. Lúc này Đinh Dũng mang theo sát khí đằng đằng, cơ thể khẽ di chuyển tạo thành tàn ảnh, lao vào đám người. Trong chốc lát, sảnh bệnh viện như giấy lên trận mưa máu. Nơi Đinh Dũng lướt qua không ai ngăn lại nổi, vả lại anh không giống như trước kia, ra tay còn có thể kiểm soát nặng nhẹ. Lúc này sát khí gần như kiểm soát mọi lý trí, chỉ cần kẻ mà Đinh Dũng chạm phải thì đều gãy cổ, không kẻ nào lành lặn. Viên Thiếu Khang, tao không diệt nhà họ Viên thì Đinh Dũng tao thề không làm người. Đinh Dũng nhếch miệng, nhìn xác chết đầy mặt đất rồi lau máu bắn vọt lên mặt mình, sau đó chậm rãi đi vào trong. Người nhà họ Trương sợ hãi, tên nào tên nấy ngồi phịch xuống đất mặt thất thần. Trương Bồi Sơn nằm dưới đất dù không trông thấy được cảnh này nhưng có thể nghe thấy người của hội Hắc Mã không ngừng gào thét và ngã ra đất. Lúc này hắn không nhịn được mà bật cười sảng khoái. Sơn Nhi, con sao rồi? Trương Thiệu Thích ngồi bên cạnh Trương Bồi Sơn, trong ánh mắt rõ vẻ đau đớn. Ma quỷ, mau chạy. Hắn không phải là người, không phải là người. Người của hội Hắc Mã lúc này sợ hãi, vội vàng tháo chạy ra khỏi viện. Hôm nay được định là ngày mà trong thâm tâm bọn chúng ám ảnh cả đời, còn bệnh viện này được định là ngày mà cả nước biết vì việc này. Đinh Dũng từ từ mở cửa phòng bệnh, cách một tấm kính, anh nhìn thấy Viên Thiếu Khang nằm trong phòng bệnh. Đinh Dũng nhếch miệng tạo thành nụ cười tàn độc. Khóa cửa lại, không được cho hắn vào đây, Viên Thiếu Khang nhìn thấy Đinh Dũng thì sợ mất mật. Bao nhiêu người như vậy còn không ngăn nổi Đinh Dũng, hắn rốt cục là quái vật phương nào? Trong lòng Viên Thiếu Khang sợ hãi không thôi, lại thêm trước đó bị Đinh Dũng giày vò, lúc này hắn đã chẳng còn sức mà làm gì, cứ thế nắm chặt lấy giường bệnh. Thế nhưng bác sĩ còn chưa khóa được cửa thì lớp kính cửa bệnh viện đã bị Đinh Dũng đạp tung. Mảnh kính vụn rơi đầy mặt đất, Đinh Dũng từ từ đi vào, chỉ nhìn Viên Thiếu Khang một cái cũng khiến hắn đái ra quần. Tôi cảnh cáo cậu, đây là bệnh viện, cậu đừng có làm bừa. Thấy Đinh Dũng đi vào, bác sĩ kia nuốt nước bọt. Chỉ vào Đinh Dũng mà nói. Nếu như ông ta có thể ra ngoài lúc này và nhìn thấy tình trạng thảm thiết của sảnh bệnh viện thì chắc chắn sẽ không dám nói với Đinh Dũng câu này, vì một khi lên tiếng có nghĩa là tìm đến cái chết. Quả nhiên, con mắt Đinh Dũng đột nhiên dán chặt vào vị bác sĩ này, thản nhiên nói, ông muốn cản tôi. Đây là bệnh viện, không phải nơi cho cậu hỗn hào như thế, vị bác sĩ kia nhìn con mắt đỏ ngầu của Đinh Dũng mà thấy có phần sợ hãi. Thế nhưng vẫn cả gan nói, nếu cậu dám làm bừa, tôi báo. Ông ta còn chưa nói xong, cơ thể Đinh Dũng đột nhiên di chuyển, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt ông ta. Đôi mắt đỏ ngầu kia cứ thế nhìn nhằm chằm ông ta rồi bóp chặt vào cổ ông ta, hôm nay tất cả người ở đây đều phải chết. Dứt lời, mắt Đinh Dũng lạnh lùng, anh dùng lực bóp, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng rắc, bác sĩ kia gãy cổ, không còn lấy hơi thở. Đừng giết tôi, là tôi sai rồi. Tôi không nên bắt Hàn Phương Nhiên, nhưng cô ấy cũng không phải do tôi hại, là cô ấy tự nhảy từ trên tầng xuống, đừng giết tôi, thấy Đinh Dũng giết vị bác sĩ kia, lần này Viên Thiếu Khang thấy sợ thật rồi. Hắn không màng đến tôn nghiêm gì nữa, cứ thế trèo xuống khỏi giường bệnh, quỳ xuống xin Đinh Dũng, vừa dập đầu vừa cầu xin, anh Đinh, đừng giết tôi, xin anh tha cho tôi. Mày ép đến mức Phương Nhiên phải nhảy tầng, đôi mắt Đinh Dũng nheo lại. Giọng nói sắc lạnh khiến cả căn phòng như hóa thêm lớp băng. Trong lòng anh vẫn đau đớn khôn tả, rốt cục Hàn Phương Nhiên đã phải chịu sự giày vò thế nào nên mới nhảy lầu như thế. Nghĩ tới những điều này, lòng Đinh Dũng càng thêm nặng nề, nhà đầu, sau này anh sẽ không rời xa em nữa, anh sẽ không để em phải chịu khổ một mình nữa. Cứ nghĩ tới cảnh tuyệt vọng khi Hàn Phương Nhiên nhảy lầu, Đinh Dũng càng thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Tôi cũng không biết, là cô ấy tự nhảy. Không liên quan gì đến tôi,
Viên Thiếu Khang sợ hãi, nhưng trong lòng hắn lại sốt ruột, bố, sao bố vẫn chưa tới? Vậy mày chết đi, nghe Viên Thiếu Khang nói vậy, Đinh Dũng hít vào thật sâu, đôi mắt đỏ ngầu mang theo sát khí, cứ thế bóp chặt cổ Viên Thiếu Khang nhấc hắn lên. Bị Đinh Dũng bóp cổ, hai tay Viên Thiếu Khang nắm chặt lấy cổ tay Đinh Dũng, muốn vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh, nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể làm gì hơn được nữa. Anh không thể giết tôi, nếu không bố tôi sẽ không tha cho anh, Viên Thiếu Khang vùng vẫy, giọng nói ngắc ngứ, khó khăn lắm mới hít thở được ít không khí khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi vì cho rằng cái chết đang đến rất gần. Cái chết đáng sợ trước mắt khiến Viên Thiếu Khang muốn rụng rời. Chưa bao giờ hắn mong bố hắn và Tư Đồ Phi xuất hiện trước mặt hắn như lúc này. Thế nhưng hắn biết điều đó là không thể, chưa nói tới thông tin có được truyền đi hay không. Kể cả thông tin được truyền đi thì bố hắn cũng không có đủ thời gian mà tới nơi. Yên tâm, không phải lo không gặp được bố mày lần cuối đâu, Đinh Dũng khẽ dùng lực, nhếch miệng, giọng nói lạnh hơn, nhớ đợi một lát trên đường xuống Hoàng Tuyền, bố mày sẽ đến tìm mày sớm thôi. Có điều cho mày chết như vậy thì cũng hơi đáng tiếc, dứt lời, Đinh Dũng thả cổ Viên Thiếu Khang ra, sau đó ấn vào vai hắn, bóp mạnh. Rắc, từng âm thanh vang lên, Viên Thiếu Khang kêu gào thảm thiết. Xương vai hắn bị Đinh Dũng bóp gãy rời, cơn đau kịch liệt khiến Viên Thiếu Khang ngã ra giường phẫu thuật, giống lên đau đớn. Đánh gãy một bên tay của mày là vì những người đã bị mày hại, Đinh Dũng đứng trước giường phẫu thuật nhìn Viên Thiếu Khang kêu gào thảm thiết rồi vung tay lần nữa. Lại là một loạt âm thanh vang lên, Đinh Dũng cứ thế bóp vào xương vai bên kia của Viên Thiếu Khang. Hai bên vai đều gãy toàn bộ xương, Viên Thiếu Khang giống như mất đi hai vai, hắn sống không bằng chết. Mày giết tao đi, vừa rồi Viên Thiếu Khang còn cầu sống nhưng bây giờ hắn bắt đầu cầu xin Đinh Dũng giết mình. Cảm giác gãy xương quả thật là sự dày vò không bằng chết đi cho rồi, đặc biệt khi thấy đối phương đứng trước mặt mình, lần lượt bóp gãy xương mình, không chỉ khiến Viên Thiếu Khang cảm thấy bị dày vò khôn tả mà càng khiến hắn rơi vào tuyệt vọng. Kể cả lần này Đinh Dũng không giết Viên Thiếu Khang thì trong lòng hắn cũng đã thay đổi suy nghĩ, hắn sẽ không quay lại làm người bình thường được nữa. Giết mày, dễ cho mày quá, Đinh Dũng hắng giọng, túm vào chân trái Viên Thiếu Khang, sau đó bẻ gãy cổ chân hắn. Cổ chân bị gãy khiến xương chân cứ thế mà gãy theo. Cơn đau khủng khiếp khiến Viên Thiếu Khang chưa bao giờ lại mong được hôn mê như bây giờ. Thế nhưng Đinh Dũng vừa giày vò Viên Thiếu Khang, trong tay lại đẩy ra từng luồng linh lực ngăn cho Viên Thiếu Khang không thể ngất đi được. Anh phải cho Viên Thiếu Khang mở to mắt mà nhìn xương trên cơ thể mình dần dần bị gãy nát. Anh phải cho Viên Thiếu Khang nếm trải nỗi đau đớn nhất trên đời. Khi Đinh Dũng lần lượt đánh gãy xương trên cơ thể Viên Thiếu Khang thì ở trong biệt thự, Viên Thiên Hàng đã nhận được thông tin và lập tức dẫn người tới viện, đồng thời thông báo cho Tư Đồ Phi. Viên Thiên Hàng không hiểu rõ thực lực của Đinh Dũng, không biết thực lực hiện giờ của mình có phải đối thủ của Đinh Dũng hay không, do vậy ông ta mới gọi Tư Đồ Phi. Hừ, dám chủ động tìm đến tận cửa, Viên Thiên Hàng ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài. Trong lòng không khỏi thắc mắc. Đàn em của Viên Thiếu Khang ít cũng phải cả trăm tên, không xảy ra chuyện mới phải. Chẳng mấy chốc, ông ta đã dẫn người tới gần cổng viện. Không ổn rồi, vừa xuống xe, Viên Thiên Hàng đã phải gật mình. Ông ta còn chưa tới cổng chính viện thì đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng bốc lên, sau đó ông ta nhìn thấy hai bố con Trương Thiệu Thích ở trong sảnh. Khi ông ta thấy tình trạng thảm hại của Trương Bồi Sơn thì trong lòng chợt thấy nhẹ hơn. Xem ra mùi máu tanh không phải từ người của mình, có lẽ là người nhà họ Trương bị Thiếu Khang xử lý rồi. Thế rồi Viên Thiên Hàng nhếch miệng cười lạnh lùng, nói với quản gia đằng sau mình, bắt hết bọn chúng lại cho tôi. Vâng, quản gia kia nghe Viên Thiên Hàng nói vậy thì lập tức gật đầu, phất tay dẫn theo mười mấy tên xông vào. Đừng lại đây, thấy mười mấy gã đàn ông, người nhà họ Trương còn sót lại lập tức đứng dậy. Trương Thiệu Thích nhìn Viên Thiên Hàng với con mắt lạnh lùng, nhếch miệng cười. Còn nụ cười của Viên Thiên Hàng khi thấy Trương Thiệu Thích đột nhiên khựng lại. Ông ta vội đảo mắt một lượt nhưng không thấy con trai mình đâu nên vội nạt Thiếu Khang đâu. Con trai ông, e rằng giờ đã quy thiên rồi, Trương Thiệu Thích bật cười tàn nhẫn. Khốn nạn, bố mày giết chết mày, Viên Thiên Hàng tối sầm mặt lại, lao về phía Trương Thiệu Thích như mũi tên ra khỏi cung, tốc độ nhanh vô cùng, không hề giống với một người bình thường. Bịch, Trương Thiệu Thích đứng dậy. Ông ta còn chưa ra tay đã bị Viên Thiên Hàng đấm vào ngực lùi sau vài bước mới đứng vững. Ông ta ôm ngực thở hổn hển. Đúng lúc này,
trong bệnh viện đột nhiên vang lên tràng thét xé gan xé ruột. "A, mày giết tao đi, mày giết tao đi, bố tao sẽ không tha cho mày." "A." Sau tiếng gào thét kia, Viên Thiên Hàng mặt mày tái đi, vì giọng thét đó quá quen. Ông ta lao ngay vào trong, còn chưa tới cửa đã hét lên, "Đinh Dũng, mày dám đụng vào con tao, tao liều với mày." Viên Thiếu Khang nằm trên giường phẫu thuật vốn rơi vào trạng thái tuyệt vọng, trong ánh mắt mang theo nỗi sợ hãi khôn tả thì lúc này, khi nghe thấy tiếng bố mình, hắn như bấu víu được tia hy vọng cuối cùng, vội giống lên, "Bố, cứu con." Nghe vậy, Đinh Dũng quay sang bên nhìn, thấy bóng Viên Thiên Hàng, Đinh Dũng nhếch miệng cười lạnh lùng, nhấc Viên Thiếu Khang khỏi giường phẫu thuật. "A, đừng đụng vào tao, đừng đụng vào tao." Cả cơ thể Viên Thiếu Khang không còn chỗ nào lành lặn, chỉ cần khẽ đụng thôi cũng cảm thấy đau thấu trời, huống hồ Đinh Dũng còn nhấc hắn lên như vậy. Viên Thiên Hàng vội đi tới, khi thấy con trai mình, mặt ông ta tối sầm cả lại. Ông ta nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng, rít lên, "Đinh Dũng, mày chết chắc rồi, dám đụng vào con trai tao, tao phải giết cả nhà mày, đào mả tổ tông nhà mày lên, cho cả nhà mày sống không bằng con chó. Nếu giờ mày thả con tao ra, dập đầu nhận tội thì tao còn có thể tha cho mày một mạng." Nói tới đây, Viên Thiên Hàng lạnh giọng, thấy Đinh Dũng mặt mày không hề thay đổi thì cho rằng có hiệu quả, tiếp tục uy hiếp, "Đừng quên vợ mày trong tay tao, chỉ cần tao ra lệnh thì có thể lấy được cái mạng của nó." "Ông có biết không, tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp." Đinh Dũng lạnh lùng nhìn Viên Thiếu Khang, nhếch miệng, tay dùng lực. Rắc, Viên Thiếu Khang trợn tròn mắt, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, sau đó mắt hắn bị một màu đen bao phủ, đầu ngoẹo sang một bên. Đinh Dũng cứ thế bóp cổ Viên Thiếu Khang, anh không còn hứng thú giày vò Viên Thiếu Khang nữa. Anh di chuyển ánh mắt nhìn Viên Thiên Hàng, thản nhiên nói, "Thấy con trai chết trước mặt mình, cảm giác thế nào?" "Thiếu Khang, Thiếu Khang." Viên Thiên Hàng thẫn thờ, miệng không ngừng gọi tên Viên Thiếu Khang. Ông ta không ngờ Đinh Dũng lại quyết đoán như vậy, lúc này trong lòng ông ta đau đớn khôn tả. Lửa giận như đốt cháy mọi lý trí của ông ta. Viên Thiên Hàng nhìn Đinh Dũng chằm chằm, điên cuồng lao lên. "Ông mày giết chết mày." Viên Thiên Hàng lúc này không còn là một gia chủ nhà họ Viên hay bày mưu tính kế nữa. Ông ta chỉ là bố của một đứa con mà thôi. Cuộc đời đau khổ nhất chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thế nhưng Đinh Dũng phải cho ông ta nếm trải nỗi đau này, cũng là để ông ta cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình. Mất đi người vợ cùng kề vai sát cánh cũng đau đớn khôn cùng. Tốc độ của Viên Thiên Hàng rất nhanh, nhanh hơn người bình thường gấp nhiều lần. Thấy cảnh này, con mắt đỏ ngầu của Đinh Dũng nheo lại. "Chết đi!" Viên Thiên Hàng giống giận, nắm đấm vo lại nện về phía Đinh Dũng. Cơ thể Đinh Dũng di chuyển né qua đòn đấm của ông ta, sau đó nhân lúc Viên Thiên Hàng đang lao lên, anh vung tay túm lấy cánh tay Viên Thiên Hàng rồi giật mạnh về phía trước, đồng thời tung đòn đạp. Bịch, một âm thanh vang lên, Viên Thiên Hàng bị Đinh Dũng đạp vào phần bụng dưới, ngã vật ra đất như bao cát nặng vậy. Thực lực võ sĩ đỉnh phong, đáng tiếc kỹ thuật chiến đấu gần như bằng không, Đinh Dũng đứng tại chỗ, đôi mắt hằn đỏ của anh nhìn chằm chằm vào Viên Thiên Hàng mà đoán định, lẽ nào là ăn dị quả. Cũng chỉ có dị quả mới khiến cảnh giới của một người rất cao nhưng khả năng chiến đấu thực tế lại kém đến như vậy. Vì võ đạo không phải kiểu một bước lên tiên, phải trải qua những năm tháng khổ luyện, không ai có thể trở thành thần chỉ trong phút chốc, kể cả là thiên tài về võ thuật. Cho dù là hình thiên đại thần dũng mãnh vô song với khả năng chiến đấu ở thời thượng cổ thì cũng phải trải qua những năm tháng tôi luyện mới có thể có được thực lực khủng khiếp kinh thiên động địa được. Rốt cục mày có thực lực thế nào, bị Đinh Dũng cho một đạp. Viên Thiên Hàng đã cảm nhận được sự chênh lệch về thực lực với Đinh Dũng nên lúc này không khỏi hoang mang. Cho dù thế nào thì ông ta cũng không ngờ nổi mình đã ăn dị quả của Tư Đồ Phi rồi, cơ thể cũng đã có sự thay đổi lớn rồi, thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của Đinh Dũng. Đinh Dũng không trả lời ông ta, anh nhìn Viên Thiên Hàng trong bộ dạng khiếp sợ. Những hằn máu trong mắt Đinh Dũng như nhạt đi vài phần, cơn tức giận của anh cũng bớt đi. Ông có thể yên tâm lên đường được rồi. Sau khi khôi phục lại được chút lý trí, Đinh Dũng mất đi hứng thú giày vò Viên Thiên Hàng. Anh nghĩ tới Hàn Phương Nhiên đang trong trạng thái hôn mê, biết mình không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Viên Thiên Hàng mặt mày tái nhợt, vội bò dậy, nghiến răng rít lên, "Tao là nhị đương gia của hội Hắc Mã, nếu mày dám đụng đến tao thì đại ca của tao sẽ không tha cho mày." Hội Hắc Mã, không phải vội. Chẳng mấy chốc mà thành phố Kim Châu này sẽ không còn tồn tại thế lực này nữa, Đinh Dũng lắc đầu, nhếch miệng mỉa mai, bước về phía Viên Thiên Hàng,
Viên Thiên Hàng tự biết mình không phải đối thủ của Đinh Dũng, con mắt ông ta đảo một lượt, ông ta quỳ phịch xuống cầu xin, đừng giết tôi, việc này đều do con trai tôi làm, không liên quan gì đến tôi. Vừa rồi ông không hề nói như vậy, Đinh Dũng nhìn Viên Thiên Hàng quỳ trước mặt mình mà bật cười lạnh lùng, tôi đã đồng ý với bố của Bồi Sơn, ai dám đụng vào một cọng lông của cậu ta, tôi diệt cả nhà đó. Viên Thiên Hàng nghe xong thì sởn tóc gáy, nghĩ tới trước khi vào đây, ông ta thấy Trương Bồi Sơn nằm trên đất với bộ dạng thảm thiết, còn Đinh Dũng lúc này lại muốn diệt cả nhà họ Viên. Chết đi, nghĩ tới đây, Viên Thiên Hàng lại nghiến răng, tay sờ vào con dao găm ở hông, trong lòng không ngừng điên cuồng gào thét. Trong ánh mắt ông ta mang theo cái nhìn tàn nhẫn, ông ta đâm về phía bụng Đinh Dũng. Con dao kia rõ ràng đã chạm vào bụng Đinh Dũng nhưng không thể đâm sâu vào trong mà phát ra một âm thanh như tiếng kim loại va chạm với nhau. Đinh Dũng đã cảm nhận được động tác đó của Viên Thiên Hàng nên khi Viên Thiên Hàng chủ động ra tay, anh đã dùng linh lực che đi phần trọng yếu của cơ thể. Không ngờ ông ta lại không hề bỏ đi dã tâm của mình. Ông có thể xuống dưới kia với con ông được rồi, Đinh Dũng mặt lạnh như băng, bóp cổ Viên Thiên Hàng rồi nhấc bổng ông ta lên. Mày giết tao, đại ca của tao sẽ không tha, hai tay Viên Thiên Hàng nắm chặt lấy cánh tay Đinh Dũng, điên cuồng giãy giụa nhưng ông ta còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã nheo mắt lại, bóp gãy cổ Viên Thiên Hàng. Chủ tịch tập đoàn Viên Thị Viên Thiên Hàng từng một tay che trời ở thành phố Kim Châu. Đinh Dũng nhìn Viên Thiên Hàng ngã ra đất mà hít vào một hơi thật sâu, di chuyển ra ngoài. Lúc này Trương Bồi Sơn đã được đưa vào trong phòng bệnh, mấy y bác sĩ đang thận trọng xử lý vết thương cho hắn ta. Vết thương trên người Trương Bồi Sơn quá nhiều, toàn thân đều bị đánh đến mức trọng thương, thậm chí có những chỗ còn bị hoại tử và hắn đã chìm vào cơn hôn mê. Hàn Phương Nhiên cũng được đưa vào phòng bệnh nhưng nằm trên giường bệnh mà không hề có bất cứ phản ứng nào. Đinh Dũng đứng trước giường bệnh, nhìn dáng vẻ yếu ớt của Hàn Phương Nhiên mà trong lòng cảm thấy xót xa. Anh đặt tay lên trán cô, để luồng linh lực trong cơ thể thâm nhập vào cơ thể Hàn Phương Nhiên. Phần đầu của Hàn Phương Nhiên chịu tổn thương nghiêm trọng, kể cả dùng linh lực tu bổ cũng rất khó có thể khiến cô tỉnh lại. Vì đầu là bộ phận phức tạp nhất của cơ thể con người, nếu nói những phần khác bị thương thì còn có khả năng dùng linh lực để phục hồi, nhưng não bộ là bộ phận rất kỳ diệu, không phải nói hồi phục là có thể hồi phục được. Trên thực tế, trong phủ đệ của Đinh Dũng cũng có không ít linh đan diệu dược nhưng với cơ thể phàm trần như của Hàn Phương Nhiên thì e rằng rất khó có thể tiếp nhận được tác dụng mà thuốc mang lại. Sau khi Hàn Phương Nhiên hấp thụ được nhiều linh lực, sắc mặt của cô cuối cùng cũng có biến chuyển hơn một chút. Đinh Dũng đứng dậy đi ra ngoài, tới bên ngoài phòng cấp cứu. Sao rồi, thấy Trương Thiệu Thích đứng ngoài phòng bệnh chờ đợi, Đinh Dũng đi tới hỏi, vết thương của Bồi Sơn thế nào rồi? Vết thương quá nặng. Trương Thiệu Thích lắc đầu nhìn Đinh Dũng cười khổ, cho dù có thể cứu được nhưng e rằng cả đời này phải chịu cảnh tàn phế, có muốn tiếp xúc được với võ đạo e rằng không thể nữa rồi. Có lẽ, chỉ có một thứ có thể giúp được Bồi Sơn, nói tới đây, Trương Thiệu Thích do dự một lát. Thứ đó rất giá trị, ông ta không chắc Đinh Dũng đồng ý giúp Trương Bồi Sơn đi tìm, và lại cho dù Đinh Dũng đồng ý đi tìm thì cũng chưa chắc có thể có được. Nghe vậy, mắt Đinh Dũng chợt sáng lên. Khuôn mặt anh rõ vẻ hoài nghi, hỏi, dị quả. Ông muốn cho Trương Bồi Sơn trở thành người tiến hóa sao? Người tiến hóa, vật chất thần bí bên trong dị quả có thể khiến cơ thể con người tiến hóa, nói không chừng có thể giúp hồi phục vết thương. Nghĩ tới đây, trong đầu Đinh Dũng chợt hiện lên suy nghĩ mạnh bạo hơn. Nếu như có thể cho Hàn Phương Nhiên ăn dị quả và trở thành người tiến hóa thì có lẽ cũng có thể hồi phục lại não bộ, đây cũng là cách không tồi. Và lại như vậy thì Hàn Phương Nhiên cũng có thể có khả năng tự vệ nhất định. Dị quả rất quý hiếm, hiện giờ trời đất mới bắt đầu thay đổi, dị quả cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa ai thấy bao giờ, Trương Thiệu Thích lắc đầu cười khổ. Đinh Dũng gật đầu, trên thực tế muốn tìm được dị quả thì không khó, anh cũng mang theo vài quả trên người, trước đó anh hứa mang dị quả cho nhà họ Phùng nhưng còn chưa kịp thực hiện lời hứa đã phải vội vàng quay về rồi. Có điều Đinh Dũng đang nghĩ dị quả này rốt cục có thể giúp Hàn Phương Nhiên hồi phục cơ thể hay không? Theo lý thuyết mà nói thì có thể, nhưng ai chưa ai nếm thử, và lại ăn dị quả xong có di chứng gì hay không thì không dám chắc. Sao ông lại biết dị quả? Đột nhiên Đinh Dũng nhớ tới một việc rất quan trọng. Sao mấy người phía Trương Thiệu Thích lại biết dị quả? Lẽ nào Giang Bắc cũng đã xuất hiện rồi? Nghe Đinh Dũng hỏi vậy, Trương Thiệu Thích mới hít vào một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra tìm một bản tin mới. Nói, việc này đã lên bản tin rồi, nghe nói do ăn dị quả xong thì mới dị biến,
chỉ có điều sau đó thì thông tin đã bị ém đi. Có người ăn dị quả, xem ra Giang Bắc cũng xuất hiện rồi, Đinh Dũng cau mày. Bản tin đưa có người xuất hiện dị biến, có khả năng vượt trội. Theo như bản tin thì người tiến hóa này không những có thực lực cao cường mà các phương diện tố chất của cơ thể cũng mạnh lên. Điều đáng ngạc nhiên đó là sau lưng người này còn xuất hiện thêm đôi cánh bằng thịt. Đúng rồi, bố con nhà họ Viên xử lý sao đây? Đột nhiên Trương Thiệu Thích nhắc đến bố con Viên Thiên Hàng, trong ánh mắt ông ta rõ ánh nhìn lạnh lùng. Nghe vậy, Đinh Dũng thoáng qua sát khí trong ánh mắt, bọn họ đã trên đường xuống Hoàng Tuyền đầu thai rồi. Cái gì, chết rồi sao? Trương Thiệu Thích nghe xong thì biến sắc. Lập tức hỏi lại, bố con nhà họ Viên là cốt cán của hội Hắc Mã, nếu giết bọn họ thì hội Hắc Mã nhất định sẽ không tha cho chúng ta đâu. Tha cho chúng ta, tôi cũng không định tha cho bọn họ, nói tới đây. Đinh Dũng lại lên cơn phẫn nộ. Anh nhìn Trương Thiệu Thích nói, cứ để Phương Nhiên và Bồi Sơn ở lại viện đã. Ông dẫn theo người của ông cùng tôi tới nhà họ Viên. Tới nhà họ Viên, Trương Thiệu Thích nghe xong thì sững người. Tôi nói rồi, nếu như nhà họ Viên dám đụng tới một cọng lông của Bồi Sơn thì tôi diệt cả nhà chúng. Đinh Dũng chắp tay ra sau, mặt vẫn lạnh như băng, nhà họ Viên ở Kim Châu bao năm nay, cũng nên đổi vị trí rồi. Từ nay về sau, thành phố Kim Châu sẽ không còn nhà họ Viên nữa, nói rồi, Đinh Dũng sải bước ra ngoài. Nghe vậy, Trương Thiệu Thích thở vội, thầm nhủ Trương Bồi Sơn không chọn sai người. Ông ta cũng ngầm hiểu rằng nhà họ Viên phải nhường vị trí, và vị trí đó giao cho ai. Mặc dù Đinh Dũng không nói rõ ràng nhưng chẳng có khả năng nào khác, hoặc là Đinh Dũng chủ động ra tay nâng đỡ nhà họ Hàn lên tầm cao mới, trở thành gia tộc hàng đầu ở Kim Châu, hoặc là dựa vào sức cạnh tranh của các gia tộc lớn. Nếu như vậy thì Trương Thiệu Thích có tự tin có thể đưa nhà họ Trương dẹp bằng thành phố Kim Châu này. Không nói đứng đầu các gia tộc hàng đầu nhưng chít ít có thể khiến nhà họ Trương có danh tiếng ở thành phố Kim Châu này. Có điều lúc này ông ta cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều. Trương Thiệu Thích lập tức phất tay với thuộc hạ, nói, để lại 10 người, bảo vệ Bồi Sơn và vợ cậu Đinh, những người khác lập tức theo tôi tới nhà họ Viên. Gọi toàn bộ anh em đi theo. Hôm nay không phải chúng ta chết thì nhà họ Viên bị diệt, Trương Thiệu Thích không hổ là người có thể dẫn nhà họ Trương đi lên, cướp lấy địa bàn từ tay hội Hắc Mã. Kể cả hiện giờ con trai ông ta đang trong cảnh nguy hiểm, trọng thương đầy mình thì ông ta vẫn có thể tự bình tĩnh lại sau nỗi đau khôn tả. Đinh Dũng nhìn Trương Thiệu Thích ở phía sau, hai bố con nhà này quả là có tiềm năng. Ở nhà họ Viên, tất cả mọi người đều trong trạng thái âu lo. Gia chủ và thiếu gia đều mất tích không thể liên lạc. Kể cả là các anh em đi cùng cũng đều mất liên lạc. Ban đầu người nhà họ Viên vẫn còn rất tự tin nhưng tới khi có người lén tới cổng viện và thấy người nhà họ Trương khí thế hùng hồn bước ra, trong bầu không khí còn mang theo mùi máu tanh thì bọn họ mới vỡ ra rằng lần này có lẽ gia chủ gặp nguy hiểm rồi. Phải làm sao đây? Gia chủ không phải đối thủ của kẻ đó, nếu như hắn dẫn người đánh tới tận cửa thì chúng ta phải làm sao đây? Mau đi gọi Tư Đồ đại nhân. Khi nhà họ Viên đang thấp thỏm không yên thì Tư Đồ Phi đã dẫn người xuất phát. Ông ta không nhận được tin bố con Viên Thiên Hàng xảy ra chuyện, thế nhưng từ lời nói của Viên Thiên Hàng thì rõ ràng ông ta không hề tự tin khi đối mặt với Đinh Dũng. Sau khi ăn dị quả, Viên Thiên Hàng đã đạt cảnh giới võ sĩ đỉnh phong, nếu không phải là đối thủ của Đinh Dũng thì Đinh Dũng rốt cục ở cảnh giới nào? Lẽ nào là võ sĩ võ đạo đại sư? Nghĩ vậy, Tư Đồ Phi lập tức lắc đầu, gạt đi suy nghĩ đó. Ông ta luyện võ từ năm 3 tuổi, là thiên tài võ thuật, cũng đã có hơn 30 năm được tôi luyện trong nghiệp võ, sau này mới dựa vào dị quả đột phá lên, bước vào ngưỡng cửa của cảnh giới võ đạo đại sư. Theo như lời Viên Thiên Hàng nói, Đinh Dũng chẳng qua chỉ là một gã thanh niên hơn 20 tuổi, trẻ như vậy sao có thể đạt cảnh giới võ đạo đại sư được, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Hai thằng ăn hại, Tư Đồ Phi cau mày, trong lòng thầm mắng chửi. Hai bố con Viên Thiên Hàng và Viên Thiếu Khang mặc dù ăn dị quả, trở thành võ sĩ rồi, thậm chí Viên Thiên Hàng còn đạt tới cảnh giới đỉnh phong, thế nhưng bọn họ ăn chỉ phí thuốc, vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cũng không biết chiêu thức gì. Giống như một người bình thường cầm được tuyệt thế thần binh nhưng lại không biết dùng, đối diện với người có thực lực mạnh hơn một chút vẫn bị đánh như thường. Vừa nghĩ, Tư Đồ Phi liền hít sâu nhìn về lái xe ở phía trước, lát nữa truyền lời. Có người to gan dám thách thức uy tín của hội Hắc Mã, Tư Đồ Phi tôi đích thân ra tay trừ khử tận gốc. Vâng, nghe vậy, lái xe lập tức gật đầu. Đúng lúc này, điện thoại của Tư Đồ Phi đột nhiên rung lên,
ông ta cau mày nghe máy. Số điện thoại này là do ông ta mới làm sau khi trở lại, người biết số này không nhiều, và người gọi tới chính là tâm phúc của ông ta, cũng là quản gia mà mấy năm nay vẫn điều khiển các thế lực của hội Hắc Mã không để cho nhà họ Trương thôn tính. Anh Phi, không ổn rồi, theo như tin tình báo thì bố con nhà họ Viên hình như bị trảm rồi, vào bệnh viện mà không thấy ra, tâm phúc của Tư Đồ Phi là Tư Đồ Ngọc, giọng nói vô cùng lo lắng, những người kia đều chạy loạn cả, em đoán có lẽ bị nhà họ Trương làm khó, giờ chúng ta phải làm sao ạ? Nhanh vậy à, mặt Tư Đồ Phi tối sầm cả lại. Ông ta đoán hai bố con nhà họ Viên có lẽ không phải là đối thủ của Đinh Dũng, nhưng nói thế nào thì hai người này quản cả 200 người, sao có thể bị đánh bại nhanh chóng như vậy được. Có điều sự thực ở trước mặt như vậy, ông ta tin phán đoán của Tư Đồ Ngọc nên mới trầm giọng nói, nhanh chóng đến nhà họ Viên, nhanh. Vâng, em đi sắp xếp ngay. Sau khi ngắt điện thoại, mặt Tư Đồ Phi tối sầm cả lại, nói với lái xe tăng tốc, đến nhà họ Viên trước. Đúng lúc này Đinh Dũng đã dẫn người tới nhà họ Viên, trong biệt thự chỉ có những nhân vật quan trọng của nhà họ Viên mới có tư cách vào đây. Đinh Dũng vừa dẫn người vào trong liền tổng thấy một người đàn ông đang dọn đồ lên xe. Thấy Đinh Dũng, người này tái mét mặt, cũng không biết là dọn đồ gì lên xe mà cứ thế lái xe định chạy. Chặn lại, Đinh Dũng lạnh mặt, phất tay cho mười mấy tên xông lên. Chiếc xe kia vẫn còn chưa kịp nổ thì chủ nhân của nó đã bị cả đám người vây lại. Đinh Dũng và Trương Thiệu Thích đi tới, nhìn người đàn ông kia, hỏi, mày tên là gì? Địa ca, đại ca đừng giết em, có gì chúng ta từ từ nói, những việc đó đều do bác em làm, không liên quan đến em. Gã thanh niên kia mặt mày sợ hãi, nhìn Đinh Dũng, hai tay chắp lại cầu xin, em không có thế lực gì trong nhà họ Viên cả, ngày thường cũng chẳng làm việc gì trái với đạo lý, anh tha cho em lần này đi. Mày là cháu của Viên Thiên Hàng, Đinh Dũng nhìn gã thanh niên. Trong ánh mắt đằng đằng xá khí, nếu trách thì phải trách do mày sinh vào nhà họ Viên. Đừng giết tôi, đừng, tên này còn chưa nói xong thì đã bị Đinh Dũng bóp cổ. Mắt Đinh Dũng lạnh lùng và vô tình, bóp thật mạnh, cổ tên kia gãy rời. Đến chó gà cũng không để sống, sau đó, Đinh Dũng nhìn sang Trương Thiệu Thích, lạnh lùng nói. Tất cả lên cho tôi, từ ngày hôm nay gạch tên nhà họ Viên, mắt Trương Thiệu Thích tỏ vẻ phấn khích. Ông ta phất tay. Những người đi theo lập tức lao vào biệt thự nhà họ Viên. Ngày hôm nay được định là ngày xóa sổ đại gia tộc Thâm Căn Cố Đế, một tay che trời ở thành phố Kim Châu trong truyền thuyết, từ đó về sau, nhà họ Viên trở thành điều cấm kỵ. Không ai dám nhắc tới nhà họ Viên, chỉ sợ đụng vào kẻ địch thần bí của nhà họ Viên. Thử nghĩ mà xem, một người có thể khiến cả một gia tộc bị xóa sổ trong vòng một ngày thì thực lực đáng sợ đến mức nào. Những tiếng kêu gào thảm thiết và tiếng mắng chửi vang lên trong biệt thự nhà họ Viên, cho dù bọn họ có mắng chửi, kêu gào thế nào thì Đinh Dũng cũng coi như không. Anh từng nói phải cho nhà họ Viên trả giá thì nhất định sẽ làm được, cho dù là ai ở đây thì cũng vô tác dụng. Không bao lâu, bên trong biệt thự dần im ắng trở lại, một mùi máu tanh nồng bay phảng phất. Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, hằn đỏ trong đôi mắt đã nhạt đi gần như không thấy nữa. Lúc này anh đột nhiên nhìn về phía xa mà nheo mắt. Sư tổ, có người tới, Tống Long từ đầu tới cuối đều đi theo Đinh Dũng nhưng không hề lên tiếng. Lúc này cậu ta cũng nhìn về nơi xa, và lại ngựa oi đến cũng không hề ít. Không sao, Đinh Dũng chắp tay ra sau, quay người nhìn. Mặc dù Trương Thiệu Thích không cảm nhận được biến cố ở phía xa kia nhưng từ lời nói của hai người bọn họ, ông ta cũng nghe ra có gì đó không ổn, trong lòng không khỏi hoài nghi. Lẽ nào có người nhận được tin nên đến trợ giúp nhà họ Trương? Nghĩ vậy, Trương Thiệu Thích lại chột dạ, lúc này người có thể đến trợ giúp nhà họ Trương ngoài đại đương gia của hội Hắc Mã gia thì e rằng chẳng thể là ai khác. Thế rồi ông ta nhìn sang Đinh Dũng, cậu Đinh, Tô Nghi có khả năng là đại đương gia của hội Hắc Mã trong truyền thuyết. Đại đương gia của hội Hắc Mã? Tôi lại mới chỉ nghe nói tới thôi, đến đúng lúc lắm, đỡ mất công tôi đi tìm ông ta, Đinh Dũng gật đầu nhưng không hề tỏ ra hoang mang. Thấy Đinh Dũng không có ý định lùi bước, Trương Thiệu Thích nghiến răng, không nói thêm gì nữa. Cảnh khốn cùng trước kia chợt hiện về rõ hơn bao giờ hết. Còn sợ đại đương ra cái gì, cùng lắm là đánh một trận, và lại có Đinh Dũng ở đây, Đinh Dũng không sợ thì rõ ràng là có sự tự tin tuyệt đối rồi. Chẳng mấy chốc, một đoàn xe đi tới, cũng phải mười mấy cái xe. Cả đám người của hội Hắc Mã mặc đồ đen bước xuống từ những chiếc xe thương mại. Đi đầu là một người đàn ông trung tuổi, tướng mạo hết sức tầm thường,
thế nhưng Đinh Dũng lại có thể cảm nhận được luồng sát khí từ người này. Mày chính là đại đương gia của hội Hắc Mã, thấy người đàn ông này, Trương Thiệu Thích đứng sau nhìn Đinh Dũng không nói gì thì chủ động lên tiếng, các người muốn làm gì? Tao là Tư Đồ Ngọc, hộ pháp trong hội Hắc Mã, Tư Đồ Ngọc cao ngạo thấy rõ, nan ba người phía Trương Thiệu Thích mà cười lạnh lùng đầy sát khí, phụng mệnh đại đương gia, tao đến đây để giết bọn đạo trích. Khẩu khí lớn đấy, nghe vậy, Tống Long mới hắng giọng, đứng dậy nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Ngọc, chỉ dựa vào ông mà đòi đối phó với chúng tôi, ông chưa đủ tư cách, bảo đại đương gia cút ra đây. Nghe vậy, mặt Tư Đồ Ngọc tối sầm cả lại, ông ta nhìn chằm chằm vào Tống Long với ánh mắt tôi độc, đừng vội, đại đương gia của bọn tao sẽ đến đây nhanh thôi, có điều mày cũng mày sẽ không thấy được đâu. Ồ, Tống Long sững người. Vì, mày sắp phải chết rồi, nói rồi, Tư Đồ Ngọc nheo mắt, chủ động tấn công, tốc độ của ông ta rất nhanh, khiến người ta phải kinh ngạc. Xoẹt, Tư Đồ Ngọc di chuyển tạo thành cơn gió, chân ông ta đạp đến, tốc độ nhanh như điện. Thấy ông ta sắp tới gần, Tống Long vừa mới phản ứng lại, mặt mày thay đổi hẳn, vội né người tránh đòn đạp đó. Cũng là võ đạo đại sư nên tốc độ của Tư Đồ Phi không hề chậm hơn Tống Long, thậm chí còn vượt trội hơn. Lúc này thấy Tống Long đột nhiên né được đòn đạp của mình, ông ta lập tức tấn công lần nữa. Bóng hai người cứ thế di chuyển và chỉ để lại tàn ảnh, chốc chốc lại tung ra đòn đấm, khí thế hừng hực. Có điều mặc dù Tống Long mới đạt cảnh giới võ đạo đại sư nhưng vì có một thầy giáo với cảnh giới võ đạo tông sư nên cho dù chiêu thức hay kỹ thuật thì đều hơn Tư Đồ Phi, còn Tư Đồ Ngọc cũng là đại sư nhưng ông ta lại cho người ta cảm giác không hề có kỹ năng và chiêu thức, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu thực tế thì còn phong phú một chút. Thời gian dần tồi, độ cân bằng của hai người cũng bắt đầu xuất hiện sự chênh lệch. Tư Đồ Ngọc đối diện với thế tấn công của Tống Long và tỏ ra không lấn lướt được nữa. Hừ, đúng lúc này Tư Đồ Ngọc đột nhiên hắng giọng, chiêu thức thay đổi. Ông ta ép Tống Long lùi đi, sau đó không cho Tống Long cơ hội tiến công, bắt đầu phản công lại. Vốn dĩ chiêu thức của Tư Đồ Ngọc có phần thô bạo, không thể hiện kỹ thuật gì đáng gờm nhưng lúc này, sau khi đổi chiêu thức, ông ta lập tức trở nên khác thường. Mã Gia Liên hoàn trưởng, Đinh Dũng cau mày, nhìn là nhận ra được thế đánh của Tư Đồ Phi, trong lòng anh không khỏi hoài nghi. Mã Gia Liên hoàn trưởng là một loại trưởng pháp rất thâm sâu, là tuyệt kỹ thành danh của nhà họ Mã ở Giang Bắc hơn trăm năm trước, chỉ là sau này xảy ra chiến tranh, đối mặt với cảnh hận nước thù nhà, gia chủ nhà họ Mã dẫn theo cả gia tộc mình cùng tham gia chiến đấu, không quay lại nữa, từ đó mà Mã Gia Liên hoàn trưởng mới thất truyền. Lúc đó Đinh Dũng vẫn còn mải chìm trong suy nghĩ, có điều trước đó Đinh Dũng đã từng tiếp xúc với nhà họ Mã, biết được một phản đồ mang theo bí kíp gia truyền phản lại gia tộc. Đầu hàng gia tộc hào môn nhà họ Lý ở Giang Bắc, lẽ nào tên này có liên quan đến nhà họ Lý? Nghĩ vậy, Đinh Dũng chợt sáng mắt lên, vừa hay thấy Tống Long bị Tư Đồ Ngọc ép lùi về sau, anh lao như mũi tên về phía trước, một tay đỡ lấy lưng Tống Long, tay còn lại nắm lại thành nắm đấm, đấm vào nắm đấm của Tư Đồ Ngọc. Bịch, Đinh Dũng vẫn không hề di chuyển còn Tư Đồ Ngọc cứ thế bay ra ngoài, nửa quỳ trên mặt đất, máu chảy ra khỏi miệng. Đa tạ sư tổ. Tống Long hít sâu cung kính bái Đinh Dũng. Vừa rồi nếu không phải có Đinh Dũng thì chắc chắn cậu ta đã ăn một chưởng của Tư Đồ Ngọc rồi. Tư Đồ Ngọc thay đổi chiêu thức đột ngột khiến cậu ta phải bất ngờ. Ông và nhà họ Mã có mối quan hệ gì? Đinh Dũng gật đầu tỏ ý bảo Tống Long lùi lại, sau đó ơn nhìn Tư Đồ Ngọc đang nửa quỳ trên mặt đất mà lạnh giọng hỏi. Nghe vậy, Tư Đồ Ngọc lau đi vết máu trên miệng, hắng giọng cái gì mà nhà họ Mã, tao chưa từng nghe. Mặc dù Tư Đồ Ngọc trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng ông ta lại như giấy lên cơn sóng lòng. Vừa rồi chỉ ra một chiêu mà đã bị Đinh Dũng đánh lùi cả 10 bước, lục phủ ngũ tạng bị thương nhẹ. Thực lực của Đinh Dũng khiến ông ta phải bất ngờ. Buộc phải nghĩ cách thông báo với đại đương gia, nếu khôn thì đại đương gia đến, e rằng cũng không phải đối thủ của tên này. Nghĩ vậy, Tư Đồ Ngọc lập tức rút điện thoại trong túi ra định gọi điện. Không nên hỏi ông về nhà họ Mã. Hỏi nhà họ Lý thì với ông có quan hệ gì thì hơn, ai ngờ Đinh Dũng vừa lên tiếng đã khiến Tư Đồ Ngọc mặt mày ái đi, trong đầu ông ta chợt như có tiếng nổ vậy. Ông ta quên luôn cả việc gọi cho Tư Đồ Phi, cứ thế nhìn Đinh Dũng mà nghiến răng, mày rốt cục là ai? Sao mày biết? Quả nhiên là người nhà họ Lý, Đinh Dũng không trả lời ông ta nhưng từ phản ứng của Tư Đồ Ngọc, anh đã nhìn ra được mình đoán không hề sai. Tư Đồ Ngọc quả nhiên là người nhà họ Lý. Thế rồi Đinh Dũng bật cười, nhìn Tư Đồ Ngọc mà nói tiếp,
ông phản lại nhà họ Lý rồi bỏ trốn, đầu quân cho nhà họ Tư Mã. Nói tới đây, Đinh Dũng nhếch miệng mỉa mai, không đợi Tư Đồ Ngọc lên tiếng, anh đã nói tiếp, có lẽ ông chưa biết, ông của ông vốn họ Mã, trưởng pháp của ông dùng gọi là Mã Gia Liên Hoàn Trưởng. Hơn 100 năm trước, ông nội của ông phản lại nhà họ Mã, đầu quân cho nhà họ Lý ở Giang Bắc, không ngờ sau bao năm, hôm nay ông lại tiếp tục kế thừa di chí của tổ tông, lại một lần nữa phản bội rồi thay họ, cho dù có gọi ông là loại nô bộc hai họ cũng không quá, Đinh Dũng càng nói càng lạnh giọng, loại anh ghét nhất chính là loại ăn cây táo rào cây sung. Khốn nạn, tao không phải là loại phản bội, nhà họ Lý đã biến mất lâu rồi, Tư Đồ Ngọc như bị kích động, cứ thế nghiến răng nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Ông ta không nhịn nổi, cứ thế hét lớn rồi lao về phía Đinh Dũng như con mãnh thú. Thấy vậy, Đinh Dũng không hề né tránh, cũng không hề dùng hết sức mà dùng Mã Gia Liên Hoàn Trưởng, lấy trưởng pháp tương đồng để đấu với Tư Đồ Ngọc. Mặc dù Đinh Dũng không học Mã Gia Liên Hoàn Trưởng, nhưng anh cũng đã từng thấy người bạn của mình thi triển, trong đầu anh hiện lên vài chiêu thức, lại thêm khả năng chiến đấu gần như là khủng khiếp của mình nên anh đã tận dụng những ưu điểm này để đàn áp Tư Đồ Phi. Mã Gia Liên Hoàn Trưởng vừa rồi còn được dùng rất linh hoạt trong tay Tư Đồ Ngọc, nhưng khi đấu với Đinh Dũng lại bị Đinh Dũng phá thế cho không thể còn khả năng tiếp chiêu. Sau vài giây, Đinh Dũng lại nhân cơ hội đối phương sơ hở tung một đòn vào ngực ông ta khiến Tư Đồ Phi lùi về sau, nắm tay cứ thế đấm thùm thụp vào ngực, cánh tay một lần nữa dùng sức ấn vào ngực. Tư Đồ Ngọc cứ thế bay ra ngoài, ói ra máu từ trên không rồi ngã vật ra đất. Ông không phải là đối thủ của tôi, bảo đại đương ra ra đây. Đinh Dũng chắp tay ra sau nhìn Tư Đồ Ngọc rồi điềm tĩnh nói, chỉ cần ông ta có thể đánh thắng tôi thì tôi sẽ tha cho các người. Mày nằm mơ đi, nào ngờ Tư Đồ Ngọc không những không đồng ý mà còn rút điện thoại ra cười tôi độc, muốn đối phó với đại đương gia bọn tao à, nằm mơ đi. Dứt lời, ông ta lập tức gọi điện cho đại đương gia. Đinh Dũng thấy vậy hì cau mày, định vung tay đoạt lại chiếc điện thoại thì đột nhiên từ xa vang lên một loạt những âm thanh động cơ. Một chiếc xe thương mại màu đen đâm về phía Đinh Dũng. Đinh Dũng vội né người sang bên, còn chiếc xe kia mang theo tiếng gió, lướt qua đám người và vạch ra một đường cong đầy khí chất trên đường, sau đó mới đỗ lại. Một lái xe đeo kính râm bước xuống, nhanh chóng đi ra cửa sau, cung kính mở cửa. Tư Đồ Phi bước xuống xe, ông ta mặc một bộ trường sa màu xanh dương, trông phong thái thời xưa. Vừa bước xuống xe liền thấy Tư Đồ Ngọc nằm dưới đất. Mặt ông ta tối sầm cả lại, có chuyện gì? Đại đương gia, tên này không thể đối đầu được đâu, mau chạy, Tư Đồ Ngọc vùng vẫy cố gượng dậy, hét lên với Tư Đồ Phi. Nghe vậy, Tư Đồ Phi tái mặt, thực lực của ông ta và Tư Đồ Ngọc cũng gần như ngang bằng, mặc dù thực lực tổng hợp không mạnh bằng Tư Đồ Ngọc nhưng giữa hai bên chênh lệch không quá nhiều. Nếu như đến Tư Đồ Ngọc cũng nói không thể đối đầu thì ông ta cũng sợ rằng không phải đối thủ của Đinh Dũng thật. Muốn đi, Đinh Dũng nhếch miệng nhìn Tư Đồ Phi, ông chính là đại đương gia của hội Hắc Mã. Bố con nhà họ Viên là người của ông, nói tới đây, trong mắt Đinh Dũng lại hiện lên sát khí. Chỉ cần là người có liên quan tới bố con nhà họ Viên thì Đinh Dũng sẽ không bỏ qua, cho dù giữa hai bên chỉ có chút liên quan. Mày đã giết Viên Thiên Hàng, nghe Đinh Dũng nói vậy, Tư Đồ Phi lạnh mặt nhìn, ông ta là đại đương gia của hội Hắc Mã. Trước kia một tay gây dựng hội Hắc Mã và đưa hội Hắc Mã trở thành thế lực mạnh nhất Kim Châu, có địa vị tối cao nhiều năm, căn bản không coi người như Đinh Dũng ra gì. Cho dù ông ta không phải là đối thủ của Đinh Dũng thì đã sao, dưới trướng ông ta còn có cả vài trăm đàn em. Kể cả thực lực của Đinh Dũng có mạnh tới mức nào thì một cây cũng chẳng làm nên non, ông ta nghĩ vậy. Vì cho dù ông ta trở thành võ đạo đại sư, đối diện với vòng vây của cả hàng trăm người thì cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Đổi lại là Đinh Dũng thì có thể làm gì? Cho dù thế nào Đinh Dũng cũng không thể thoát được bàn tay ông ta. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Phi lập tức trấn an tinh thần, nhếch miệng mỉa mai, dám đụng vào người của tao, đúng là gan to bằng trời, bắt nó lại cho tao. Vâng, nghe lệnh, đàn em của ông ta lập tức vâng lệnh. Thành viên của hội Hắc Mã mặc dù đều nằm trong sự kiểm soát của Viên Thiên Hàng và Tư Đồ Ngọc nhưng nếu nói ai là người cho bọn họ tinh thần nhất thì chắc chắn là Tư Đồ Phi. Đặc biệt, lần này Tư Đồ Phi trở lại, thực lực lại hơn trước rất nhiều và thôn tính một số thế lực mà trước kia hội Hắc Mã không đụng tới được, thực hiện kế hoạch thống nhất ở thành phố Kim Châu. Lúc này một câu nói của Tư Đồ Phi lập tức nhận được sự phản ứng của tất cả mọi người, tên nào tên nấy gật đầu phấn chấn, không hề do dự mà xông về phía Đinh Dũng. Thấy cảnh này,
Đinh Dũng khẽ cau mày, đám người này của hội Hắc Mã quả là không biết sợ. Mặc dù anh không sợ đám người này nhưng nếu chúng dám xông đến thì mấy người bên Tống Long e rằng cũng không phải là đối thủ, rất khó có thể không bị thương gì chứ đừng nói là người của Trương Thiệu Thích. Thế rồi Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, chắp tay lại gần đám người, chân đột nhiên dậm mạnh xuống đất, một tiếng vang thật lớn phát ra, viên gạch xanh dưới đất lập tức bay lên. Tất cả mọi người đều giật mình, mặc dù bọn chúng đều không sợ hãi gì, vẫn ép về phía trước nhưng thực lực của Đinh Dũng như vậy cho nên chúng vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng, không ai muốn thành mục tiêu đầu tiên của Đinh Dũng cả, thế nhưng bọn chúng không ngờ Đinh Dũng lại chơi chiêu này cho nên tất cả đều lùi lại phía sau. Nhân có sự ngăn cách này, Đinh Dũng lao như mũi tên về phía trước, đít vào đám người, từ đầu tới cuối không ai phát hiện ra, rồi cứ thế tất cả những viên gạch xanh rơi xuống thì bọn chúng mới nhận ra không thấy Đinh Dũng đâu nữa rồi. Muốn chết, đúng lúc này, đằng sau chợt vang lên giọng nạt nộ của Tư Đồ Phi. Thành viên hội Hắc Mã vội quay đầu nhìn, khi thấy Đinh Dũng, bọn chúng đều tỏ ra kinh ngạc. Vừa rồi Đinh Dũng rõ ràng còn bị bọn chúng bao vây, sao đột nhiên lại xuất hiện ở phía sau, có điều lúc này chúng cũng không kịp nghĩ gì nhiều, tên nào tên nấy nín thở, vì Đinh Dũng đã ra tay với Tư Đồ Phi rồi. Mày không phải là võ đạo đại sư, vừa giao đấu, mặt Tư Đồ Phi đã tái đi. Rõ ràng ông ta cảm nhận được sức mạnh vượt qua võ đạo đại sư trong cơ thể Đinh Dũng, mỗi một đòn một chưởng của Đinh Dũng đều khiến ông ta không khỏi ngỡ ngàng. Thực lực của Đinh Dũng quá mạnh, thật không thể tin được luồng sức mạnh thế này làm sao có thể bộc phát ra từ cơ thể gầy gò của Đinh Dũng được. Đinh Dũng không trả lời, chỉ là mặt anh trông có phần khác thường, anh thầm nhủ, không ngờ ông ta có thể đánh như vậy, có thể chặn được hai phần thực lực của mình. Có điều, ông có thể chết được rồi. Tước đó là Đinh Dũng tự tin, anh vốn cho rằng hai phần thực lực của mình đã đủ để đàn áp Tư Đồ Phi rồi, nhưng không ngờ lại bị ông ta chặn lại. Mặc dù khả năng chống trả của Tư Đồ Phi chỉ ở mức tầm thường nhưng vẫn có thể chống lại đòn tấn công của Đinh Dũng, điều này khiến Tư Đồ Phi thấy tự tin hơn, ông ta bật cười, hóa ra mày cũng chẳng mạnh hơn tao là bao. Tư Đồ Ngọc, đừng giả chết nữa, chúng ta cùng lên, hắn không phải là đối thủ đâu, nghĩ vậy, Tư Đồ Phi lập tức hét lên với Tư Đồ Ngọc. Nghe vậy, Tư Đồ Ngọc nghiến răng, cố nén cơn đau từ lục phủ ngũ tạng bò dậy, chỉ là trên mặt ông ta lúc này đã chẳng còn giọt máu, ông ta còn không đỡ nổi một chiêu của Đinh Dũng, lẽ nào thực lực của Tư Đồ Phi đột phá rồi? Thằng khốn nạn, nộp mạng đi, nghĩ vậy, Tư Đồ Ngọc không do dự nữa, bổ nhào về phía Đinh Dũng. Trong lòng ông ta đã nổi cơn tam bành từ lâu, trước đó Đinh Dũng mỉa mai ông ta là gia nô hai họ, điều này khiến ông ta không thể nhẫn nhịn nổi. Cả đời Tư Đồ Ngọc chưa bao giờ phản bội ai, không thể mang tiếng như vậy được. Muốn chết, Đinh Dũng nheo mắt nhìn Tư Đồ Ngọc lúc này còn dám ra tay với mình mà mặt đằng đằng sát khí. Chưa đó anh nể mặt nhà họ Mã, lúc ra tay không cố ý giết ông ta, nhưng không ngờ ông ta lại không yên phận, đã vậy thì đừng trách Đinh Dũng đây vô tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.